chết ta nha. Bùi Thị Ngọc Trinh review mới đây. Mới luôn hả? Review mới. Trưa hôm nay là lên set. Lên set xong rồi sẽ lên rin. Lên rin xong rồi là lên hàng bơm nha mấy chị nha. Trưa nay phụ em, người phụ tay ra cái bao hàng bơm. Cái bộ này nè mấy chị về gần 60 mấy set. Nhưng mà nãy giờ soạn hết rồi. Thì bây giờ còn hai bộ. Một bộ dưới 70kg và một bộ 90 đến 100kg nha. Hết sạch. Bộ này đẹp thiệt mấy chị. Bộ này dùng từ là đẹp từ cái vải luôn á. Chị ở Sông Cầu hả chị? Không. Không, chị mang mến em ở. Em dân Phú Yên, em ở Tuy Hòa, bạn của Linh. Em là bạn của Linh Trịnh nhưng mà em ở Tuy Hòa. Nhưng mà cưới chồng ở Sài Gòn chị. Đây. Cái bộ này là coi như là không còn bộ nào nè mấy chị. 60 mấy bộ về nhưng mà chỉ còn đúng bộ này nè. Còn đúng một bộ này size L ha. Váy chị mặc có bán nha chị, hoàng hồng. Váy em mặc có bán chị. Váy em mặc là 280 ngàn. Nhưng mà form dài tới ngay ống quyển á chị. Chứ bên em cũng có may ngắn cũng cỡ nha. Còn chị mới muốn ngắn thì chị về chị có thể cắt lên. Nhưng mà form đẹp lắm. Form rất là đẹp ha. Cái bộ này nè mấy chị là 250, còn một size 70 tới 9 7 còn size là 62 63 tới tới 70kg, 72kg cũng vừa. Rồi còn một size nữa là 90 đến 100kg. Hết trơn hết trọi nhưng mà màu đẹp lắm. Màu đẹp mà vải đẹp nữa. Còn đúng một bộ này dưới 70kg. Chỉ là một bộ 90 đến 100kg bỏ ra sau. Nghỉ có ngày à gái. Xuân, nghỉ có ngày à bà nội à. Nghĩ có đúng một ngày luôn đó bà nội. Trời ơi quỷ à. Thiệt chứ trời ơi. Nghĩ có ngày mà người nào cũng ngóng đó. Dễ thương thiệt chứ. Tôi nghĩ mới có ngày à. Chút nữa sẽ hàng bơm với em mấy chị. Bấm nút chia sẻ giùm em với. Cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Em xin mỗi chị một lượt chia sẻ. Để em coi cái lượt theo dõi. Để chút nữa like xong em kiểm tra nha. Em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Giờ nãy giờ hả chị May 643. Rồi. Xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Nha mấy chị ơi. Do mình mập nên Linh Trịnh cho Facebook kết bạn. Vậy hả chị Mang Mến? Trời ơi bên em size 100kg là Vivu chị Yên ơi. Em có nhắn tin cho chị xét mà chị nói là chấm bi nhỏ cho em xem được không? Hồng Ngọc nào đây ta? Hồng Ngọc nào mà cái nick cái hình lạ dữ ta? Phải Hồng Ngọc 70kg không hay là Hồng Ngọc khác? Đây nè, giờ lên set đó nè chứ. Bây giờ lên set đó nè nha. Bây giờ em lên set đó. Trời ơi cái chấm bi này nó còn đẹp hơn em hình dung nữa chị. Tay lờ hả? Cái set chấm bi này nó còn đẹp hơn em hình dung nữa. Nhưng mà mấy chị ơi, lấy mặt đi, rất là đẹp nha. 240.000 một bộ thôi. Còn cái bộ áo caro thì tối nay mới về kịp. Chị coi nè chị. Ôi, em nói thật với chị nha. Cái bộ này là chị mặc vô là vải nhìn ghiền lắm. Đây nè chị. Coi vải bi nè. Đẹp không mấy chị? Y hình luôn. Không sai một chút xíu nào luôn mấy chị. Vải bi y hình luôn. Mấy chị coi độ co giãn của vải nè. Rồi, cái này là quần váy nha mấy chị. Cái này là quần váy nè. Giống hình không? Y chang hình luôn. Quần váy ha. Rồi, bộ này em có size dưới 72kg, dưới 82kg, dưới 92kg và dưới 100kg. Comment giùm em set bi. Nói chung là bộ này y hình. Bộ này không có khác một cái chút gì hết trơn á. Bộ này để coi thử khách nào đặt nè. À, công cha sóc. Bộ này của công cha sóc nè hả? Biết cái chữ công cha sóc không? Đưa vào xanh chị đây. Công cha sóc số đây nè. Nó lớn là 90kg nè. Đưa mình đây nha. Công cha sóc quy bịch mới luôn nha. Mở ra đây. Công cha sóc. Công cha sóc bộ này 240 nè. Rồi chốt lên giùm em set bi. Em đổi hình đại diện Hồng Ngọc và vú bự phải không? Phải Hồng Ngọc vú bự không bà nội? Áo rin màu đậm hết rồi. Áo rin hàng xuất về sạch sẽ rồi nha chị. Ngọc My Nguyễn size XL. XL Ngọc My Nguyễn. Ngọc My Nguyễn thành phố nè anh. Đúng rồi, Kelly Lê, hình như Kelly Lê có rồi hay sao?
Anh coi thử Kelly Lê, à có Lê Lê, Kelly Lê có rồi. Đúng rồi gái. Nhưng mà vải đẹp lắm, trời ơi, vải đẹp ghê lắm lận. Ngọc My Nguyễn Gò Vấp nè. Ngọc My Nguyễn Gò Vấp 240. Chị Vương Phụng lấy size 100kg đúng không? Ngọc My Nguyễn không có dấu. Vương Phụng có bill rồi nè anh Tư. Vương Phụng 240 size 100kg. Có gì chưa có zoom đen á gái ơi. Bộ này Kelly Lê có rồi nha. Chị Yên gửi đồ cho em chưa? Gửi lại cái cục hàng từ hồi bữa đó chị. Quách Thị Luyến set bi. Quách Thị Luyến 80kg. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại chị Luyến. Bên em không có gọi điện chốt hàng nha. Quách Thị Luyến nè 911. Để cái bill Quách Thị Luyến ra sau lưng. Quách Thị Luyến inbox cho em địa chỉ số điện thoại. Bên em không gọi điện chốt hàng nha. Chị mặc size dưới 92kg thôi. Cái vải này co giãn lắm á chị Đào Hà Lan. Cái vải này co giãn dữ lắm. Đào Hà Lan 240. Mấy chị cứ đưa số ký lên đi. Em lấy size cho mấy chị cho nha. Em lấy size cho mấy chị cho nè. Rồi chị nào chốt cái bộ này nữa. Còn đầm chống nắng và có đầm chống nắng. Em có chụp hình đó chị vô chị coi giùm em khá đi chị Thoại Nguyễn. Vải ok lắm. Vải may một lớp nhưng mà vải dày co giãn. Đây là quần váy nè chị Nguyệt Thu. Cái bộ này là hơi bị xinh. Áo xinh lắm. Áo rất là xinh mà cái độ vải co giãn của áo hơi bị cưng. Chị coi cái tay áo nè. Áo đẹp lắm nha mấy chị nha. Áo rất là đẹp ha. Là bi nè mấy chị coi bi nè. Nói chung là bộ này bà Ngân Nguyễn. Bà không thấy chứ bà Ngân Nguyễn mà thấy là bà hốt rồi. Bà Ngân Nguyễn ở Hóc Môn á. Ngân Nguyễn Hóc Môn. Nguyên Ngân Nguyễn Hóc Môn một xếp đi. Ngân Nguyễn không có dấu. Ghi chữ Hóc Môn vô. Vừa có dạng 240 của Ngân Nguyễn nè. Ngân Nguyễn 240. 65kg có size. Trời ơi chị Mang ơi, chị mới có 65kg là chị là size nhỏ nhất trong cái đa, trong cái size của nhà em luôn á. 65kg. Một bộ của Angela Nguyễn là 240. Có váy chống nắng, có nguyên cái đầm chống nắng. Em có chụp với chị Đào Hà Lan. Chị thoát Facebook ra, chị vô bài viết của em đi. Em có mặt em chụp hai mẫu cho chị ha. Angela Nguyễn còn bill nè. Angela Nguyễn còn bill luôn nè. 240. Một bộ 83kg của Thanh Trà. Thanh Trà inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Thanh Trà. Cái chị gì hồi nãy đặt á chị Quách Thị Liếu. Một phút nữa em vô tin nhắn em kiểm tra địa chỉ số điện thoại nha. Thanh Trà 240. Thanh Trà inbox cho em địa chỉ số điện thoại nè. Con cho em một cái thì đúng rồi chị Ren. Bởi giờ chị Ren quên em rồi. Đang lên một bộ nè. Đang lên 240 nè. Ren Nguyễn một tép nè. Cho Ren Nguyễn một tép nè. Chị lấy chống nắng cho em, gửi chống nắng cho chị. Em lấy chống nắng cho chị rồi. Ren Nguyễn nè. Ren Nguyễn 240 nè. Và mang mến ok chị. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn chị mang mến. Nếu mà inbox cho em được thì inbox cho em nha. 240 của mang mến nè. Nè bỏ view mang mến ra sau luôn. Yên có gì áo thun em à, có gì áo thun không ạ? Không. Hổng giờ chưa có gì áo thun. Mấy chị ngồi im đi một tí xíu nữa em sẽ bán. Thay vì bán cho mấy chị 120.000 một cái, chút xíu nữa em sẽ bán cho mấy chị 140.000 hai cái. Nhưng mà với điều kiện bán cho những chị có chia sẻ livestream. Và ngày hôm nay, ngày mai, nói chung trong tuần này là em sẽ tất cả những loại mỹ phẩm ở nhà em nha. Em sẽ. Dạ ok chị Ren. Bây giờ nè, mang mến nè, Thanh Trà nè, Quách Thị Luyến nè. Cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Bên em không gọi điện chốt hàng nha. Bên em không gọi điện chốt hàng. Mấy chị lưu ý giùm em một cái nha. Đợt này em sẽ rút tất cả các mẫu hoa, mẫu áo, mẫu phôn hoa về. Em sẽ may áo kiểu cho mấy chị. Tại vì lâu lâu shop em có những cái áo kiểu thì mấy chị rất là thích. Cho nên là em sẽ rút von quality. Giống như chị Trần Hạnh đồ thích, em sẽ về em ra áo kiểu cho mấy chị hết nha. Rồi bây giờ chốt bộ bi nữa không mấy chị? Không chốt bộ bi thì em qua mẫu nha. Có chốt bộ bi nữa không? Ừ. Kèm với quần váy. Dương Lê, Dương Lê nào đây? Dương Lê bữa giờ mua hàng mình nữa. Đang Lê chứ không có đem Dương Lê nha. Đang Lê? Dương Lê gì đâu? Anh thấy Dương Lê nè. Đây nè mấy chị yêu ơi, kèm với quần váy nha. Rồi chị Thanh Trà mới chọt ngón tay lại. Rồi lấy Thanh Trà lại đi. Thanh Trà. Thanh Trà coi đó sai gì vậy gái Hải. Lấy ra lại XL. Rồi đổi Thanh Trà. Thanh Trà có mít 56 rồi.
83kg, 1m56. Rồi thanh trà ghi là Thái Nguyên, 096 Thái Nguyên. Đi 096 đi. Facebook ý Hiên. Rồi thanh trà có rồi, bỏ ra. Chờ một chút nha, em coi từ khách nào nhắn tin này. Phương Dương, Bình Định. Từ nãy giờ Quách Thị Liến chưa cho địa chỉ số điện thoại nha. Chị là Hùng Ngô nè. Trời ơi mấy bà, hàng gửi xong rồi bơm hàng, xong rồi dở ha. Gái ơi, hết sạch sẽ, đỡ chị về hàng lần nữa rồi chị đăng lại nha gái. Không để chị lưu đây, đi hàng về chị tự ship cho. Thế chị hai quy e gì? Hai quần em hả? Ai à? Chầu luôn. Để cho chị rồi. Trời ơi để rồi chứ bây giờ đâu có còn cái quần nào đâu chị chầu luôn. Để cho chị rồi nha mấy chị, chờ em chút. Em nói thiệt với mấy chị nha. Em nói thiệt luôn á. Cho xem cái quần của cái xích đồ bộ nào chị. Quần của xích đồ. Em nói thiệt với mấy chị như thế này nè. Cái khi mà mấy chị bơm hàng em á, là em vô em năn nỉ mấy chị ha. Em nhắn tin ha. Trời ơi chị hồi tú ngót còn anh. Em thấy chị em vẫn còn hận trong lòng thiệt á. Tự nhiên cái vô tình vô lên, mang vô sống dơ đôi giày lên. Tới giờ thấy chị vẫn còn ghét thiệt á. Bán rồi vẫn còn ghét. Đồng ý là bán đôi giày 220 lời 201 đó. Nhưng mà thấy chị tới giờ vẫn ghét. Tại vì hàng xuất lâu lâu nó có những cái đôi xuất chúng và xuất quần như vậy á chị. Thì em nói mấy chị nghe, mấy chị bơm hàng em á là đủ má. Tới khi mà em nói chị ơi sao chị không nhận hàng giùm em. Trời ơi tôi nhắn tin tôi ý a tôi ý ơi. Có sao nhiêu ký kêu cơ trả lời còn. Tôi nhắn tin tôi năn nỉ tôi ý ơi đủ má thiếu điều là cấm ba cây nhang quỳ lại gian sinh. Mấy chị đâu có trả lời tôi. Tới khi cục hàng bơm về tôi nói anh Phước là anh ơi anh đừng có nóng. Anh nóng là em nắm theo. Chỉ còn chụp hình cái bill hàng mà bơm qua thôi. Rồi báo với khách là hàng bơm. Đồ má tới khi mà chụp hàng bơm về báo với khách. Chị ơi chị bơm hàng em. Đéo má nó đéo trả lời luôn hả chị. Đồ má tới xong rồi bây giờ tôi đăng áo váy chống nắng đồ lên á. Cái nó vô nó kêu em ơi có sai chị không. Cái nói chị ơi bây giờ chị có giác vàng cho em cũng đéo có bán á chị. Cái nó kêu nó hỏi gì chị. Nó hỏi đủ má ngây thơ lắm. Nó hỏi ngây thơ lắm chị. Ủa chị bơm hàng em á hả. Trời đất ơi. Đủ má đang đóng phim kiếm hiệp Hồng Kông mà sao trời. Hai cái bill đó một phút nữa không có xả. Quách Thị Liến mang mến. Mang mến để lại đi bạn Linh Trịnh chờ một chút. Vậy là đi Quách Thị Liến một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả bill Quách Thị Liến đi. Trời ơi mấy má làm như đúng rồi á. Trời ơi mấy má làm giống như là đủ má ngây thơ trong trắng trợn lắm vậy thiệt. Đủ má làm như đủ má mới đi giá bằng trinh về còn ngây thơ lắm mấy má. Mấy má bơm hàng con ông lạy lục mấy má chị ơi cục hàng ở bưu điện á luôn tuần rồi chị ra chị lấy hàng giùm em mới đéo trả lời. Chị ơi cục hàng ship đi ship về mất em 70.000 á chị đéo trả lời. Rồi chụp về chụp cục hàng bơm nó cũng đéo trả lời. Tới khi đủ má tôi đăng hàng đẹp lên tôi đéo lóc đít con nào đâu nha. Con nào bơm hàng tôi con nào này kia khác nào thích gì thì thích. Quá giỏi vậy. Tôi đéo bao giờ tôi chặn nít ai nha mày để đi một ngày nào đó mày cũng lạy từ lồn ra mày lạy lên. Nhưng mà tôi đéo bán nha lưu ý giùm tôi một cái. 1m58, nặng 58kg, lấy số 2 à gái ơi, nè. Lấy cái áo khoác số 2 vô đó. Cười vậy nhìn nhỏ, cười. Giỏi quá trời giỏi luôn á. Không, màu đen là màu karaoke kìa. Bữa giờ chị Châu Lưu lấy chống nắng chưa? Chị lấy caro đỏ hay caro này, lấy chị Châu Lưu cái lo chống nắng size lớn đó luôn á. Váy chống nắng lấy rồi. Váy chống nắng em để cho trong bill chị Vương Phụng rồi, trả lời chị rồi, chị không để ý á. Lấy cái màu đậm cho chị. Đây nè chị em á thì em thích caro đỏ mà chị Châu Lưu thích caro nâu hay caro đỏ thì chị Châu Lưu chốt lên đi em để còn Vương Phụng là em đã để rồi đừng đặt nữa. Cho nên mấy chị ơi mua hàng thì đồng ý mấy chị là thượng đế đó nhưng mấy chị cũng phải tôn trọng người khác cái người ta mới tôn trọng là chị. Ví dụ như lỡ nhiều lúc tin nhắn nó trồi lên em chưa trả lời tin nhắn mấy chị cứ gọi điện cho em tại vì bên em không có nhân viên
còn đủ má, mà tới khi mà đủ má bơm hàng về, bơm hàng mà vô hỏi gì nè, ủa em bơm hàng chị hả? Đủ má giống như làm như ngây thơ trong trắng trợn, mới dắt đi dán bằng trinh về với mấy má, giống như đủ má xưa giờ chồng mấy má chơi bằng lỗ rúng không á. Đây là bi hồng nè, trời đất quỷ thần ơi, chắc tôi hiền á mấy chị nha. Châu lưu nè, đúng rồi chị Phương, vậy á, chị châu lưu 208. Mà cái lúc em nói chị Phương ha, gọi điện năn nỉ không muốn chết mẹ luôn, thiệt luôn. Bây giờ lên quần riêng xong rồi lên hàng bom nha, cắt hàng bom anh Tư không, đưa qua cho anh Hải cắt anh. À mày đưa qua cho anh Phước đi, mày cắt hàng bom, ôm bao tải hàng bom qua. Tôi nói thiệt á, còn cục hàng á, bán mấy chị cục hàng lời cái gì, bán cục hàng 700-800 ngàn ra để ngồi bưu điện, xong rồi ra để ngồi bưu điện, xong rồi về, kéo qua đây ở ngồi bưu điện, xong rồi về đủ má thì con đinh thì lượm thiệt chứ. Xong rồi á hả, gửi tiếp lần nữa, xong rồi cục hàng bơm đi bơm về, cục hàng bơm đi bơm về, xong rồi á hả, coi như là cục hàng lưu lạc ngoài đời, lưu lạc ngoài dòng đời lạc lõng là 2 tháng trời của tôi rồi. Tôi lấy cái lồn gì tôi sống vậy, chẳng lẽ cái, chẳng lẽ cái lần làm hàng gì cứ gọi điện về cha mẹ xin. Ủa cha mẹ hả, mình nuôi cha mẹ thôi á, không ai như chị đâu. Ừ đúng rồi chị Châu Lưu, vậy có tiền như chuyển khoản em hết đi nha. Bây giờ lên riêng nè, còn cái kéo nào nữa không? Chiếc Nguyễn hôm nay đồ ăn nhiều lắm, chiều nay qua đi Chiếc Nguyễn. Chiếc Nguyễn hôm nay đồ ăn nhiều lắm, chiều nay qua kìa. Nhìn chị mất rụp luôn hả, đem về nuôi đi nha. Đem về nuôi người ta một cái. Bây giờ em sẽ lên cái mẫu đầu tiên nha mấy chị nè. Lên từ từ đi mấy chị nha. Xả cái bill quách tỳ liên đi. Xả cái bill quách tỳ liên đi, bán nhiều nó giàu em. Còn chị mang mớ chờ một chút. Chị thấy chị lặn hai bộ. Em có để cho chị một cái áo khoác màu màu nâu, màu sọc nâu. Em không có để cái này cho chị nha. Đó. Hàng chị đi chưa yên, hàng chị coi thử chụp bill chưa, chụp bill là đi rồi, chưa chụp bill là chưa đi. Ha. Vậy đi. Rồi bây giờ em lên các anh coi trong cái cục hàng còn cái mã quần đen này nữa không vậy bảy? Nhìn ra sao hàng nữa. Cắt hết nhìn ra em ạ. Có nữa còn cục hàng đen nữa còn loi cho em. Chắc được á chị Diễm. Ví dụ như chị Diễm mà đi đâu mà nó giao tới nhà không có, chị cứ kêu là lưu ở bưu điện chị ra chị lấy. Rồi chị nhắn tin chị hỏi cái mã em, còn nếu bưu điện quen khỏi còn hỏi mã. Trời ơi nghe chửi vui bà nội. Đây cũng dạng yêu nghiệp á. Thiệt. Nói chung là mấy chị ơi, tôi là có nghĩa là tôi á, tôi bán đưa cái kéo cho em. Tôi bán tôi không có so bì, tôi không có sân si với ai hết trơn á. Thiệt. Đối với tôi như vậy là đủ, là nó đủ nha. À, chỉ cần cho tôi cái phòng đẹp với cái tivi là tôi đủ rồi. Cho nên ai muốn bán hơn bán thua gì tôi thì cứ bán. Nhưng mà Facebook tôi đừng có đụng tới của tôi. Nhà tôi có nghĩa là giống như là đèn nhà ai nấy sáng, trái nhà ai nấy xỉ, đỉ nhà ai nấy chơi vậy, đừng đụng tới tôi. Đó vậy đó. Hồng Diễm gò giáp mới ấy đi mà chưa có chưa đi mà. Ai ai Hồng Diễm gò giáp hả? Phải Hồng Diễm gò giáp không? Gò giáp đi nè, mới cho địa chỉ nè, thấy nè. Cái này là Hồng Diễm bên Facebook Ý Yên mà. Hàng đi chưa? Cái này Hồng Diễm Facebook Ý Yên mà gì anh? Chị Hồng Diễm 65 ký ở tỉnh. Còn Hồng Diễm ta kia là đợi thằng Thông xuống là làm cái bill nè. Là cho nó đi 3-4 giờ cho nó đó. Dạ. Cái quần này nè mấy chị đẹp không? Ồ, chín tóc nha mấy chị. Chín tóc đen hoa cúc không rớt. Quần này em có size từ 62 đến 1 tới 90 ký. Ha. À, không nghe giọng em cũng buồn chị Thảo. Đây. Diễm đi bữa Chủ nhật mà. Dạ chị Diễm đi bữa Chủ nhật đúng rồi. Rồi bây giờ mấy chị ơi, qua tới cái tiết mục quần rin là phải vừa ngầu like và vừa ngầu chơi. Quá vần điệu nhịp nhàng quá trời, trời ơi bữa nay mẹ không đi làm kìa, trời ơi mẹ rảnh nè. Thiệt á. Bà rảnh ghê lắm lận. Ta đã thấy gì trong đêm đó. 3:30 qua đi gái, tại đang like. Rồi đây nha, trẻ quần đen ho cút. Chị nào đặt đen ho cút, trẻ quần đen. Quần này là 190 ngàn nha. Trần Linh, hồi trước hồi nãy có một cái bill Trần Linh có 2 món rồi. Cho Trần Linh một món nữa nè, size 33 của Trần Linh, Linh Trần thì đã 190 ngàn. Quần này người ta gọi là quần ho cút nha. Không biết hỏi không trả lời con nhỏ đồ ăn. Đồ ăn ổng nói mày có đồ ăn gì là mày phải theo ổng mày hỏi nha. À giờ, nhà tao vừa có bơ với bánh dừa. Bánh bông lan dừa nói không? Gì mẹ. Nói con mang mến kêu nhắn tin bên ấy tao thấy không? Bên chợ Thị Yên á. Anh không thấy. Chắc tại nó vô tin nhắn chưa sao anh?
Anh lấy cái máy nhỏ anh vô anh coi thử mang mến coi thử. À máy nhỏ là anh vô rồi nè, lấy thử. Từ từ kiểm tra đi. Trời đang làm cái gì để quên mất mẹ rồi. Trần Linh có bill chưa? Trần Linh quần size 33 nha. Trần Linh, Linh Trần giờ nãy có bill đó. Trần Linh nãy có bill mà. Ai nữa? Ai nữa mấy chị ơi? Comment giùm em đen ho cút. Đen ho cút, em nào lấy đen ho cút. Rồi trong này không có, giờ ra bài viết nha. Em nói rồi à, đen ho cút là cũng phải từ từ nha. Lấy một quần đen ho cút. Bao giờ em mua đồ chị cũng phải hàng tạ. Cũng phải hàng một tạ từ hàng. Sao vậy con khùng à, size 36 của Trần Thị Tường Minh. Sao vậy con khùng? Bữa nay có bầu hả sao vậy? Đây à, à, bé bưu điện. Bé Minh bưu điện một cái. Chị Hương Chu quần ho cút 33. Nè Hương Chu quần Minh bưu điện mãi được chưa? Rồi đây Hương Chu 33 19 đồng phải không? À 190 hết. Hương Chu cái này của Ánh Nguyệt Mai nè. Ở ghi trên này không thấy luôn. Cái này của Ánh Nguyệt Mai nè. Coi Hương Chu mình nợ tiền dự Hương Chu nha. Diễm Quỳnh cho ba số điện thoại đuôi đi Diễm Quỳnh ơi. Diễm Quỳnh này khách cũ nhưng mà cho ba số điện thoại đuôi đi. Diễm Huỳnh nè, 190.000 của Diễm Huỳnh. Cho ba số điện thoại đuôi Diễm Quỳnh ơi. Chờ chút. Đen ho cút tay 35 của Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn còn nhà nè. Mẹ cái bọc gió rồi bay nổi thiệt. Thúy Nguyễn còn nhà 190 nè. Dạ để kêu mẹ gửi vô chị. Ấy nè để im vô cái cục hàng của tao luôn. Để im ra chút nữa tao vừa kiểm tra. Đừng có lôi ra vậy nha. Nãy giờ mày lôi ra sao hả? Đừng có lôi. Chắc sao để im vậy để chút nữa tao còn kiểm tra từng cục hàng. Từng chờ con tao chửi tao tới sống cha mẹ gia đình quan viên hai họ nhà nó nữa. Coi mang mến cho địa chỉ số điện thoại coi chụp hình lại nè. Đó phải nói chuyện nhỏ nhẹ với anh Bảy nha chưa. Trời ơi mẹ cẩm văn mẹ ở đâu ra vậy trời ơi. Yên còn giờ heo còn một hộp. Bình thường đâu để vậy như giờ như siêu bà lắc. Chúc mừng em 057 của Diễm Quỳnh kìa. 057 của Diễm Quỳnh có chứ bảy. Cái này của Nguyễn Phương Nam còn bill nè. Nguyễn Phương Nam còn bill. Nguyễn Phương Nam còn bill 190. Ai nữa? Dạ ok chị mang mớ. Chị lấy quần đen 90kg. Ngọc My Nguyễn size 34 nè. Bé Ngọc My Nguyễn size 34. Ơi con xuống lấy bánh mì ăn ơi. Ngọc My Nguyễn size 34 190.000 của Ngọc My Nguyễn gò dấp nè. Một Ngọc My Nguyễn gò dấp. Chị Đại Hiệp lấy quần size 36 90kg. Nam đi rồi đi. Khỏi tìm bên kia mất công. Dạ ok. Rồi Đại Hiệp nè. Đại Hiệp 190. Mấy chị chờ em tí xíu đi. Đại Hiệp 190 nè. Tam Quỳnh là nãy giờ từ sáng giờ Tam Quỳnh nhiêu ký? Tam Quỳnh 88 ký hết size 36 rồi. Hết size 36 của Tam Quỳnh nè à, còn 35. Hết size 36 Tam Quỳnh. Hồi sáng chị em có để quần kia cho Tam Quỳnh rồi nha. Quần của Tam Quỳnh hồi sáng giờ là 3 món rồi đó. Quần này hết size rồi. Lôi cục đen ra chưa? Ho cút à, một quần ho cút 66kg của chị Ánh Tuyết nè. Ánh Tuyết. Ánh Tuyết 190. Quần ho cút bao đẹp cho mấy chị nha. Độ co giãn của quần bên em là siêu. Ê đang ra áo nhiều lắm Thúy ơi. Thúy ngồi chờ đợt này là tôi rút vôn hoa về. Tôi quất áo xung nhúng cho mấy chị say sẩm luôn. Coi giùm em nha. Ho cút 9 tấc. Chị nào chưa chốt ho cút 9 tấc chốt lên giùm em ho cút 9 tấc. Bây giờ hết size 36 còn size 32 tới size 35. Tương đương là khoảng cỡ từ size 62 đến size 82kg. Ok chưa? Nói chị là lấy quần này à, hết rồi. Hết quần này rồi à. Để lại, để lại nó đây. Chút nữa em trả lời chị. Hãy hỏi ở trên cái ghế còn mấy cái quần này nè. Rồi chờ một chút, đợi từ từ trả lời anh. Đó, trên chỗ cái nón bảo hiểm nó có mấy cái quần rin chị để đó. Em quất xuống mấy cái quần rin này. Đó, đúng rồi, coi có size 35 không? Đó đó. Tôi nhớ một phát là chính xác luôn. Có size 35 không?
cái điện Quỳnh mới thì rồi đi vào Bình Dương 057. Trời ơi đây nè anh, đây 190.000, quá hay luôn, trời ơi quá hay, quá siêu đẳng luôn. Rồi bây giờ em qua Ho Cút nha, chị nào chưa chốt Ho Cút thì tí xíu nữa chốt lại giùm em Ho Cút. Còn mấy chị muốn mua áo lẻ là mấy chị chờ đi, một tuần nữa em bung lụa áo lẻ cho mấy chị Ho Cút 70kg của Nhung Trần. Dạ quần 190 là chị còn Lucia Huỳnh. Quần Ho Cút 70kg size 33 của Nhung Trần, cho Nhung Trần cho địa chỉ số điện thoại nè. Nhung Trần, chào chào buổi chiều ấy Yên, anh có gì cho em ăn không anh? Dạ bữa nay hết làm rồi chị, ông Phước ông làm ông chửi quá à. Rồi chị còn Lucia Huỳnh ơi, chốt giùm em Ho Cút đi chứ yêu ơi. Ho Cút chín tóc ha, Ho Cút chín tóc chỉ có 190.000 thôi, nhưng mà bãi có giảm từ đây tới bến Ninh Kiều luôn nha. Một quần Ho Cút 70kg của chị Lon Phan Đà Lạt. Lon Phan Đà Lạt, bình thường chị mặc 32 hay 33. Lon Phan Đà Lạt hết tay rồi nha. Nha, còn một cái của chị Lon Phan Đà Lạt nữa là hết nè. Hết nha mấy chị nha. Đồ tôi đi chưa bà Yên, trang quần Ho Cút 72kg hết luôn. Thanh Hương Nguyễn ơi, hết Ho Cút rồi. Hết Ho Cút bây giờ chỉ còn 34 là dưới 77kg và 35 liễu 82.3kg. Hết Ho Cút nha chị Hương, chọn giùm em quần khác nha. Rồi lên mã tiếp tục, quần lỡ xanh bạc. Nhung Trần Bình Phước 33 hả? Vậy thôi xả cái quần của Lon Phan đi. À hết 33 rồi. Ho Cút 35 của Thủy Huỳnh nè. Ho Cút 35 của Thủy Huỳnh. Anh Tuyết cho địa chỉ số điện thoại rồi, bỏ lại đây cho em. Cái này là còn à, cái quần này của Lucia Huỳnh lấy là vừa nha. Còn mấy chị kia là hết rồi ha. Anh Nguyệt 72kg là hết rồi. Thủy Huỳnh, Thủy Huỳnh cho 3 số điện thoại đuôi Thủy Huỳnh ơi. Quần Ho Cút 72kg hết rồi chị Thâm Đặng. Bây giờ em lên cho mấy chị một cái mã lửng, để em kiểm tra từng mã nha. Kiểm tra nha mấy chị, mã lửng. Mã lửng này mã lửng Mickey nè. Không, mã lửng này là mã lửng có đính nút. Mã lửng có đính nút bên hông nha. Đó, chị nào chốt mã lửng đính nút bên hông chốt giùm em. Mã này em có size từ 62 đến 90kg. Comment giùm em mã lửng. Mã lửng mấy chị ơi, chị nào chốt mã lửng mà có đính nút chốt lên giùm em mã lửng đính nút nha. Mã lửng đính nút nha. Mã lửng đính nút này em có size từ size 32 đến size 36, là tương đương là size 62 đến size 90kg giùm em nha. Comment lên giùm em mã lửng. À, Thủy Quỳnh Facebook Ý Yên á. Ho Cút 77kg của Hòn Hòn Thủy 34. Rồi Hòn Thủy, inbox địa chỉ số điện thoại nè Hòn Thủy ơi. Hòn Thủy còn bà Quỳnh, Quỳnh gì? Quỳnh Thủy còn bill nhà mình á, Trà Vinh. Thủy Quỳnh, Thủy Quỳnh còn bill nhà mình á, Trà Vinh. Thì Thủy Quỳnh còn bill. Còn Hòn Thủy, Hòn Thủy kia là coi thử Hòn Thủy nào nha. Hòn Thủy nói 3 số điện thoại, 44 của Ngọc My Nguyễn nè. Nói hàng Ngọc My Nguyễn đó đây. 44 của Ngọc My Nguyễn Gò Vấp nè. Ngọc My Nguyễn 190.000 Gò Vấp nè. Mã lửng 80kg của Lon Lê. Dạ ok chị. À, 80kg size 35 nha chế ơi. Lon Lê inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè Lon Lê ơi. Lon Lê 190 nè, inbox địa chỉ số điện thoại Lon Lê ơi. Không có quần nào em mặc vừa hết trơn. Ờ mấy quần này em phải mặc 30 thôi, em mặc 32 không có vừa nha. Em phải mặc cái mã quần mà chị còn một đống quần chị chưa sale qua kìa. Em mặc những cái mã đó được, còn những cái mã này là em mặc không có được. Rồi chị nào chốt mã lửng nút chốt lên giùm em mã lửng nút nha. Mã lửng nút 190.000 nhưng mà vải rất là đẹp mấy chị ơi. Mẫu mã cũng đẹp, rin bạc vừa luôn ha. Mã lửng của Thanh Trà, Thanh Trà mới vừa rồi có bill luôn ha. Thanh Trà mới có bill. Rồi Thanh Trà mới có bill nè. Thanh Trà Thái Nguyên. Thanh Trà nằm đâu lúc mà chưa. Thanh Trà 190.000, Thanh Trà Thái Nguyên nè. À em Cà Mau khách cũ 939. Ok à. Hòn Thủy, Hòn Thủy 939 Cà Mau đúng không ạ? Mấy chị ơi coi giùm em nè. Cái màu rin nè mà nó quát cũng đẹp ha. Rất là đẹp, nói chung là nó quát vừa dặn lắm. Không có gọi là lố. Nguyệt Minh Võ 190 nè.
Rồi có chị nào chốt mã lỗ nào, đây em kiểm tra mã lỗ này coi thử có trùng không, em cột lại một cục luôn ha. Comment giùm em mã lỗ nút nha. Mã lỗ nút 190.000, mã lỗ nút to quá trời hàng bom luôn. Đây là mã nút kia rồi, có một chút nữa. Quá trời hàng bom mấy chị ơi. Bấm nút chia sẻ giùm em nha, em lên hàng bom nha mấy chị nha. Lên riêng xong em lên hàng bom nè. Chị ơi, từ chờ một chút nha mấy chị, nãy giờ chưa kiểm tra là khách đặt cái gì luôn á. Cái này mã dài. Đây thấy chữ rõ rồi. Đưa đưa riêng đẩy riêng như giùm em nha. Cái này của Thúy Nga nè. Cái này của Thúy Nga nè. Trong chính của Thúy Nga. Chờ một chút nha mấy chị, nó na ná nhau hết. Lon lê inbox rồi kìa. Lon lê khách cũ chọn tay rồi. Tây Ninh 639. Cái này là mã nút chi. Mấy chị chờ em 1 phút đi. Chờ em 1 phút nha. Em coi thử. Hàng bả đẹp mà bơm. Nè gái. Nè Yumi Trần. Đó. Họ nói là có sai đâu. Không phải. Lấy một cái mã lỡ 34. Dạ ok. Vậy á, thích như vậy á. Hòn Thủy trước mặt luôn anh. Mấy chị chờ em 1 phút nha. Em kiểm tra mã nút này có chị nào đặt không. Chờ em 30 giây thôi chứ không tới 1 phút đâu mấy chị. Nó thích như vậy á mấy chị à. Đây mã dài. Mã dài. Mã Mickey. Thấy nghe mã. Chờ em chút nha mấy chị nha. Và sáng Linh Trương thành phố có lấy rồi nè. Chờ em 1 phút mấy chị. Trần Tú là lấy mã dài. Chờ em coi được có ai chốt mã nút này không. Không ai chốt mã nút này hả. Quách Thị Liếm xả đi với lễ kia nè. Xả của Quách Thị Liếm ra kìa. Bỏ trong cái caro. Chờ em 1 phút nha mấy chị. Hòn Thủy có rồi. Chờ em 1 phút nha quý vị ơi. Tàu được. Em để em soạn trò cái hình này không đăng hiền chi khách không có đặt cái mã lỡ này. Má ngu ghê trời. Mì lê. Sao mì lê cho. À mì lê này. Rồi đưa cục hàng như kìa. Lưu nó dựng tầm. Vậy không á chị. Vậy chứ không bán tới khi sau này á hả. Dạ em lấy chị mã nên lựng nút nè. Sao anh? Đi lên cục hàng qua lõm ra điện không bóc máy. Chị biết không? Mình về hàng bơm gì mình còn ớn ha. Ở trên cái phần mềm của bưu điện mình nhìn thấy hàng mà khách không nhận hàng mình còn mình nhìn là mình bị stress liền. Không dám bán luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái mã chuột Mickey cho mấy chị mã lẫn. Mã lẫn chuột Mickey nha. Chị nào chưa chốt mã lửng chuột Mickey hôm nay thì chốt giùm cho em mã lửng chuột Mickey nha. Comment giùm em mã lửng chuột Mickey cũng tầm lâm sai. Để em coi thử có chị nào đặt hàng mã lửng chuột Mickey không nha. Mã lửng Mickey. Có chị nào chốt mã lửng chuột Mickey chốt lên giùm em. Em đem lên giùm cho chị luôn đi gái. Rồi chút nữa lên trong nhà chị có nhiêu tiền chị đưa cho. Comment giùm em mã lửng chuột Mickey đi mấy chị. 190 đủ size. 190 đủ size nha. Ai đặt Mickey? Chưa ai đặt hết. Chị nào chốt mã lửng chuột Mickey chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Bé Na. Bé Na Facebook Ý Yên anh Phước anh ơi. Bé Na 35. 35 của bé Na 190 không có dấu. Bé Na 190 không có dấu. Bé Na 190 không có dấu nè. Mấy chị cứ comment lên đi. Em soạn từng chị rồi em đưa quần lên. Mấy chị phải chờ. Tại vì quần rin mà mấy chị muốn mau là mau cũng có được nha mấy chị nha. Muốn nhanh cũng được. Hồi Phương Trần. Hồi Phương Trần size 34. Hồi Phương Trần không có dấu. Đây. Hồi Phương Trần không có dấu. 190 của Hồi Phương Trần.
Rồi Phương Trần. Chị nào nãy giờ chốt ba ghi là chốt lên giùm em nha. Ba ghi đang lên khoảng còn mười mấy cái à. Rồi. Không thấy chốt quần rin này đúng không? Rồi các chị nào chốt mã gấu thì chốt lên giùm em mã gấu nha. Mã gấu nha mấy chị, không có trăm ký ha. À, hàng bà Yên bán đẹp mà có chất lượng, không thích đừng có mua, nó thích vậy á chị. Em mới nhận hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Nhung. Mấy kỳ không có 100 ký vi thiều. Da heo hả chị Nghe Thiên? Da heo dưới đó hết rồi hả? Xuống coi thử còn hũ da heo nào. Có giãn. Có giãn nha Trần Hạnh. Trần Hạnh hút cái đi. Trần Hạnh là size 33. Nói chung là rin màu rất là đẹp nè. Em mới thật sự luôn á. Còn một hộp lấy lên luôn á chị Nghe Thiên. Nghe Thiên mới có bill phải không anh? Nghe Thiên có bill với quần rin phải không? Rồi, chốt giùm em là lửng Mickey nha mấy chị nha. Comment giùm em lửng Mickey. Chị nào chưa chốt lửng Mickey, chốt lên giùm em lửng Mickey. Lửng Mickey nha. Lửng Mickey em còn hơi bị nhiều ha. Chị nào chưa chốt lửng Mickey thì tranh thủ chốt giùm em với. Lửng Mickey em có size 32 đến 36. Và bây giờ em sẽ lên một cái mã là mã dài cho mấy chị, mã dài cá bắp nha. Mã dài cá bắp quần này là 200 nè. Mã dài ở dưới đây là rất cào mà có bắp. Rồi chốt giùm em mã dài. Chốt lên giùm em lên mã dài nha. Để em coi thử cái mã dài này là mã dài gì. Con mà kiếm dây chắc phải đi mua một khúc dây. Kiếm dây cột lại. Mã dài có bắp. Đúng rồi. Rồi mã dài có bóp nha mấy chị. Mã dài có bóp là 200 ngàn ha. À, mẫu 100kg đó. Còn mẫu cũ à. Lẫn Mickey size 35 của Yumi Trần nè. Em nói rồi, em bán mà cảm giác bản thân em vừa đủ là đủ. Em không có nhìn cái like của ai mà em cũng có so bì với ai hết trơn á mấy chị. Còn ai muốn bán sao bán, ai muốn làm gì làm. Yumi Trần cho. Yumi Trần size 35 để kiếm size 35 nè. Nó buôn bán gì anh vô anh comment ngay trực tiếp cái bài nó luôn. Nghe điện thoại nhận hàng giùm cái. Ông chọn ngón tay con My Lê vô đi. Này mới nhắn tin nãy giờ đó. À, quần này 35 hết rồi gái. Quần rin size 28 29 chị đặt 5 cái. Nhận không? Size 28 29 hả? 28 29 chị Kiều Lam chốt một cái đi. Em hỏi bên này có em rút về cho. 28 hay 29 thì chị cứ báo em đi. Lấy một cái lửng Mickey 33 của Trần Hạnh nè. Nhưng mà Trần không có sai hết sai rồi. Trần Hạnh bỏ bịch vô. Trần Hạnh chữ Trần không có dấu, chữ Hạnh có dấu nào. Nó vô như Trần đó. Hồ Lon em mới nhận hàng, cảm ơn chị La. Trần Hạnh. Dài. Dài 34 của Diễm Quỳnh, nãy bill Diễm Quỳnh có rồi nè. Diễm Quỳnh 200. Trần Hạnh là 190 thôi nha. Rồi Diễm Trần 200. Diễm Trần 200. Bà Xui của ông Phước. Diễm Quỳnh chứ. Diễm Quỳnh 200. Liên Lê bà Xui của ông Phước 200. Chờ chút mà trước khi cái 200 này mấy chị từ từ ngang chị. Mấy chị cứ comment lên hết đi. Em kiếm cái điện thoại em trả hàng cho khách. Cái là hàng chưa trả cho khách mà đưa mấy chị trước. Trời ơi một hồi khách chửi chết luôn á. Điện thoại đâu mất mẹ vậy. Đây có à. Cứ comment lên đi mấy chị. Comment lên đi rồi em giải quyết cho quỷ sứ à. Bắt đầu ghẹo à quỷ sứ à. Ờ à, Kelly Lê cái này size 32 nè. Kelly Lê có bill. Nè anh Tư ơi Kelly Lê nè. Thế bỏ giùm em cũng Kelly Lê. Kelly Lê 32. Gì vậy con? Ủa đúng quần đó không anh Tư? Đúng không? Đúng cái bát này, size 32 đúng không? Này. Coi thử size nhiêu? 32. Rồi. Nguyễn Quỳnh Hồng có dấu 32 nè hả? Kiếm cái bịch bóng gương bỏ vô. Nguyễn Quỳnh Hồng 32. Rồi. Còn cái nữa. Phạm Nhi. Phạm Nhi 73kg nè bạn. Nguyễn Quỳnh Hồng như tiền. Nguyễn Quỳnh Hồng hả ghi chưa? Nhiêu tiền? 200 ngàn. Rồi 200. Còn cái này là của Phạm Nhi có dấu nè. 200 của Phạm Nhi có dấu.
Bởi vì em nói chị là ngày vừa nhận lông chuột 36 thì mà làm đi lấy 35 thôi. Dạ chị, mấy chị cứ comment lên hết đi ha. Em sẽ view hàng đặt cái rồi em giờ em quất mấy chị luôn nè. Em quất mấy chị luôn á. Minh Đoàn. Minh Đoàn số điện thoại 701 Thái Bình. Minh Đoàn 701 Thái Bình. Tay 33 của Minh Đoàn Thái Bình. 33 đâu Yên ơi. Để cô Yên bán chút nha, bản 200. Đi nè, Nga Thiên. Rồi một cái một em. Rồi Trần Tú, một cái 34 của Trần Tú có dấu. Trần Tú có dấu một cái 34 200. Chờ em mấy chị. Trần Tú ở đâu? Chưa biết nữa, sọt ra giùm em cái. Ờ, hồi nãy là có Thiên Nga chứ lại có Nga Thiên mà. Cái Nga Thiên gì đặt cái quần rin bạc của anh mà anh đưa em đọc tin nhắn đó. Nga Trần chứ lại mình Nga Thiên. Hồi nãy ai hỏi vậy, bỏ cái hộ tóc mỡ lại đi. Để đây. Ai mới đặt tóc mỡ hả chị Trần Tú? Trần Tú đâu rồi trời. Chờ một phút mấy chị ơi. Ông đi ổng la một cái tôi quéo đít luôn. Coi giùm cái Trần Tú mà cái hình mà có ba cái đỉnh ngôi chùa. Coi giùm Trần Tú tỉnh nào vậy. Nghe Thiên á. Rồi kéo lên quần rinh dài nha. Quần rinh dài à, Diễm Quỳnh có quần rinh dài chưa? Diễm Quỳnh mới lấy đó. Liên Lê có chưa? Liên Lê bà xui chị chưa đưa đâu. Rồi Liên Lê 34 hả? À, hết 34 của Liên Lê rồi. Hết 34 của Liên Lê. Rồi ai nữa? 75kg hết rồi nha chị Đinh Thành ơi. À, 75kg hết rồi. Em nhé Ngọc My Nguyễn ơi. Bây giờ không còn 34. Còn 35 với 36 à. Còn quần này còn 35, 36 thôi nha. Đó à, để cho em quần chưa chị Hồng Nhung. Chưa Hồng Nhung, nãy giờ chưa có bill Hồng Nhung luôn. Chưa thấy chốt với tôi, chưa có 34, hết 34 rồi. Hết 34 rồi. Quần dài bây giờ em chỉ còn là 35 với 36 thôi ha. 35, 36 nha các chị. Chờ em chút, em kiểm tra ri một cái hả. Em kiểm tra coi thử còn ri nào không nha. 35, 36 hết ly này rồi chị, hết ly này. Kiểm tra cái em thấy hình nó giống nhau hết trơn luôn á. Lỡ Mickey nè. À, 35 của bà xui của ông Phước nè. Liên Lê à, quần chín tóc đơn giản 34 đang lên nè Trang ơi. Chờ chút Trang. Đây nè Mickey 34 nè Hoàng Nguyễn Trang. Mickey size của em nè. Đây Mickey chín tóc. Chị nào chốt chín tóc chốt giùm em Mickey nha. Đây quần con chuột đây Hồng Thúy ơi, lấy size bao nhiêu thì lấy giùm em. Quần con chuột chín tóc. Chị nào thích con chuột chín tóc chốt lên giùm em con chuột chín tóc nha. Còn ở đây cột lại cái dài đi hại. Cột lại cái quần dài hai mặt luôn. Quần dài hai mặt. Hồng Nhung. Bây giờ chị Hồng Nhung vô chọn ngón tay giùm em cái đi. Hồng Nhung ơi bây giờ vô chọn ngón tay giùm em cái. Em sợ bị sót nè. Minh Đoàn nè. Trung nè, Ero nè, Trần Tú. À Hồng Nhung một cái quần xanh đen size 75kg đúng không? Trời ơi chưa, chờ em chút chị. Chờ em chút hay chưa khui cục hàng đó ha, dài trơn có. Không lấy Mickey chị ơi. Không à. Lấy Hồng Thủy 36. Hồng, à, Hồng Nhung là bà cánh hồng nè hả? Đó hình nền của mặt luôn. Đây nè, à, cái gì đây? Hồng Thủy nè size 32. Hồng Thủy bình chánh. Size 32 của Hồng Thủy quần chánh. Bình chánh. Đưa cái cục quần dài cho chị. Lấy size 35 này. Hồng Thúy Bình Chánh còn biểu không? Hồng Thúy Bình Chánh. Rồi còn một cái 35 duy nhất của ai? Của Nguyên Hồng. Nguyên Hồng cho địa chỉ số điện thoại. Rồi Nguyên Hồng nè. Con chuột chính tóc có 35 Du My Trần ơi. Nguyên Hồng 35. Nguyên Hồng inbox cho địa chỉ số điện thoại. Nếu khách cũ thì vô chọn ngón tay giùm em lên nha. Size 67kg, size 32 em yêu. Chị có Mickey này cũng hai con nè. Mickey 9 tóc 190.
Hồng gì vậy? Mày ghi hồng gì vậy? Đưa coi cái bill ghi hồng gì vậy? Hồng Thúy. Hồng Thúy có dấu nha. Hồng Thúy có dấu bình chánh đàng hoàng nha. Ghi ra đàng hoàng đi. Lỡ mà có lộn bill đục đổ ra nó còn biết nha. Dạ gửi hết chị Út Bụi Trần rồi nha. Cũng biết hả chị Lê ơi. Chị làm đi, có không xui chị làm dồn bill mà chị lo gì chị. Bây giờ em sẽ lên tiếp một cái mã cho mấy chị nè. Trời ơi má nó xanh đen không, tôi không biết mã gì luôn trời. Hai đơn thôi, gửi chị một đơn nữa chị chụp. Mã nếu mà quần chín tóc mickey 35 nữa của Nguyên Hồng. Dạ ok chị Nguyên Hồng. Nguyên Hồng thêm cái 35 Nguyên Hồng cho em địa chỉ số hộ cộng vô trăm chín của Nguyên Hồng đi. Rin xanh đen chưa chị ơi, cái mẫu cái mã nào mà đưa lên là chị hãy chốt nha chị Đinh Thành. Còn mã nào em chưa đưa lên thì chị đừng chốt giùm em ha. Đây nè mấy chị ơi. Nhưng mà mã này là đen trơn nè, xanh đen trơn. Nhưng mà mã này là để em chốt đã nha. Mã này để em chốt đã. Ai? Hồng Nhung á phải không? Hồng Nhung mà nói đổi hình nền đó hả? Nè, Hồng Nhung size 34 nha Mỹ nè. Cánh hồng mong manh của Mỹ. Nhiều chân luôn. Tôi nói với mấy chị rồi, mấy chị đừng có bơm hàng tôi. Mấy chị có cái bị vấn đề gì là mấy chị phải nói tôi, cho tôi chửi lên nút đỉ ngồi hết trơn luôn á. Dạ tôi ít có hổn lắm mấy chị. Trần Tú hồi nãy có bill rồi nè. Trần Tú 34. Từ từ, kiểm tra quần hả? Quần đen này từ từ nha, để em kiểm, em trả hàng hết rồi mấy chị. Chứ mấy chị đặt không có là mấy chị giận em rồi mất công. Rồi nó luôn đây. 34 của ai? 34, 33, rồi 34 của nó. Chéo má nó thiệt chứ. Một ri quần mà mấy size 35. Cái này bán hàng là bán giả. Rồi 34 này của ai quên mẹ nó rồi. Trần Tú. À đúng rồi Trần Tú. Rồi đủ size, đủ hàng của Trần Tú rồi đó. Gỡ cái 35 ra chứ không chị nói không biết cái chị nói lộn nữa. Gỡ cái mạc 35 cho chị đó thôi. Rồi cái này là của Trương gì nè. Trương gì 32 ở Facebook Ý Yêu nè. Trương, Hạnh Trương Facebook Ý Yên 32 nè. Hạnh Trương có dấu Facebook Ý Yên. Hạnh Trương 32 có dấu Facebook Ý Yên nè anh. Bỏ giùm vô anh Tư. À, ghi là free ship vô. Tại vì bữa trước nợ bill bạn đó. Hạnh Trương Facebook Ý Yên là 608 anh. 608 ghi lên cái bill là free ship cho bà luôn. Mấy chị cứ chốt xanh đen kìa, không rớt kèm lên đi. Em toàn bill hết rồi em xử lý mấy chị nha. Má làm gì giống như quỷ xử lý đồ. Thấy nó ói lòi đi chứ. Biết mấy chị ớn em, chị em ói lòi em luôn á. À, Lan Phạm Ngọc. Nè, Lan Phạm Ngọc nè. Mình thẳng vô nhé. Lan Phạm Ngọc, bỏ vô cộng 200. Ở đây anh còn nhìn thấy nè. Ngay tay luôn, bà bóp ngay tay luôn bà ấy. Đó. Đó, đó. Thấy bóp ngay tay luôn. Quỷ thông mà duyên về cái đó. Đó. Ờ, hổ mã nó cái gì đó, đó. Đó, đó. Cái này, này, này. Đừng hỏi nữa. Hỏi nữa không nhớ luôn. Chờ em chút mấy bé. Mấy bé chờ giùm em chút đi. Chờ chú em lên cái chín tóc này lại cho mấy bé coi nè. À, rồi ok. Hồng Nhung 75kg rồi ok có rồi. Rồi bây giờ chốt trả trên mạng nha. Chốt trả hàng đặt đây. Comment giùm em xanh không rách. Liên Lê có rồi nè. Quần con chuột Hồng Thúy có rồi ha. Em đặt rồi ok. Không lấy Mickey chị ơi. Dài trơn của Hồng Nhung có rồi. Nguyễn Hồng một quần dài 35. Một quần dài 35 của Nguyễn Hồng. Đây Nguyên Hồng, tổng cộng Nguyên Hồng nãy giờ mấy cái rồi? Nguyên Hồng nãy giờ cái này nữa là tổng cộng 3 cái nha Nguyên Hồng. Nguyên Hồng ở đâu vậy? Nguyên Hồng Phú Yên là sông cầu hả Nguyên Hồng? À, chuột 35 có 67kg size 32, hai đơn xong không thấy.
Ủa từ 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 từ, anh lộn mà anh đưa ra cho em. Rồi sao gạch đây, gạch đây. Chưa chưa ghi, chưa ghi. Quay. Lấy quần à. À lấy em quần la nút. Là quần chín, quần chín tắt nút quá hả chị? Lấy cái quần này size 36, 36 á cho chị Nguyệt Thu ơi. Đinh xanh đen 75kg của Nguyễn Đinh Thành. Xanh đen 75, để từ từ em kiếm thử có cái nào không rớt không nha chị. Ở đây em còn 3 ri, 3 ri này rớt hết trơn. Hình như còn ri nữa nè. Nguyễn Đinh Thành ơi, cho em địa chỉ kèm số điện thoại đi Nguyễn Đinh Thành. 36, chắc có. Cái này nè. Nguyễn Đinh Thành ơi. Cái này phải không? Không, đồng hoài, chỉ là hết rồi. Rồi Nguyễn Đinh Thành quần này không rách nè. Ok cho Nguyễn Đinh Thành. Size 34 75kg nè Nguyễn Đinh Thành. Nguyễn Đinh Thành 351 cho địa chỉ kèm số điện thoại Nguyễn Đinh Thành ơi. Nguyên hồng xanh cầu, hương chu xanh đen trơn 33 có 33 hương chu ơi. 200. Nè anh ơi, ghi hương chu không có dấu đi, 200 của hương chu. Hương chu nè, biêu còn đó. Hương chu. Ghi lên đi cho nhớ chứ không xanh đen trơn size 33 của Nguyễn Trương. Dạ ok chị Trương nè. Chị Nguyễn Trương cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nguyễn Trương. Nguyễn Trương để bill ra xin địa chỉ số điện thoại, có áo rin chưa có chị. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Rin trơn 90kg của Trang Mai 36 nè. 36 của Trang Mai. 32. Rồi 36 của chị Trang Mai. Của chị Trang Mai 200.000 nè. Dài 200.000 nè. Thì Trang đơn của em gửi chưa xong, thấy gửi rồi thì Trang. Lấy 34 của Nguyễn Trang, 34 Nguyễn Trang để coi được còn hết Nguyễn Trang ơi. Hết size 34 quần rin dài không rách rồi. 34 quần không rách hết rồi chị, còn 33 với 35. Chị mặc 33 cũng được rồi Thúy ơi. Xanh trơn 72kg 33 của Thơm Đặng. 33 của Thơm Đặng. Thơm Đặng ơi, Thơm Đặng ơi. Qua giờ đặt hàng là hơi bị trật giấy nhiều nè. Thơm Đặng. Thơm Đặng 200.000 của Thơm Đặng. Xanh đen không rách 34 hết rồi chị ơi. Còn áo chống nắng 90kg nhân Trần Hạnh đồ diện. Đầm em đang mặc có bán chị đầm. Đầm chứ ơi, đầm phơm tới ống quyển á. Cái này không rách cục cưng ơi. Chưa có áo khoác rin Lê Phượng ơi, hổm giờ chưa đi lấy áo khoác rin được luôn á. Mà không biết hổm giờ hàng có hay không nữa. Comment giùm em rin không rách. Bé nào chưa chốt rin không rách xanh đậm, chốt lên giùm em rin không rách xanh đậm. Cái này cột cho chặt lại đi hả. Rin không rách xanh đậm. Bé nào chưa chốt rin không rách xanh đậm thì làm ơn, làm phước chốt lên giùm em nha. Chốt mạnh bạo lên mấy chị ha. Chốt đi, không có ai làm gì mấy chị đâu. Mạnh dạn chốt lên. Size 34 là 35 có rách không, 35 không rách. Ok Nguyễn Trang, kiểm tra nha. Nguyễn Trang nào đây. Nguyễn Trương cho địa chỉ số điện thoại cho anh ơi. Giá trời giá Phật, còn cái size 33 chốt cho chế. Trời ơi giá không có linh hết 33 luôn. Dạ em giá nó không có linh chị Trang ơi. Giá hoài, giá tới giá lui, giá không có linh. Nguyễn Trang lần này đó không có linh. Nguyễn Trương, Nguyễn Trương nếu chị biết inbox cho em mà làm ơn inbox để bữa sau ví dụ chị mua đồ nữa là không có phải hỏi lại nha chị, mà khỏi bị lừa đảo nè. Chị Nguyễn Trương mà ở thành phố mà cho địa chỉ số điện thoại trên like là nhớ nha. Khi mà nghe cục hàng của shop Ý Yên tới là lúc nào cũng có cái đồ băng keo niêm phong vàng vậy nha. Nhớ chứ chị mà cho địa chỉ số điện thoại trên like mà thành phố rất là dễ bị. Bữa cũng có mua mình rồi. Nhưng mà cũng cho trên like không à. Thì ý em dặn chị Trương vậy ha. Còn cái chị mà Nguyễn Đình Thành bên em không có điện thoại chốt hàng đâu nha chị. Chị Nguyễn Đình Thành một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là size 34 là em đưa qua Nguyễn Trang, Nguyễn Trang Đồng Nai nha. Nguyễn Đình Thành ơi, một phút nữa không có địa chỉ, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị trên like là em sẽ xả bill chị nha. Bên em không gọi điện chốt hàng ha, không gọi điện chốt hàng. Em còn hai cái quần hoa cúc nè, một cái size 80 mấy ký, một cái size 35 và một cái size 32 ha. 75 ký hết rồi lên trên ơi. Chị Trang chờ em chút ơi Trang. Đây nè, em còn hai cái quần hoa cúc nè mấy chị ơi. Ai? Lê Đình Thành. Đây nè mấy chị ơi. Wow, quần hoa cúc em còn một cái size 32 và còn một cái size 35. Đó, chị nào chưa chốt quần hoa cúc chốt lên giùm em quần đen hoa cúc không rách nha. Còn một cái size 32 và một cái size 35 mấy chị. Chị nào chưa chốt hoa cúc thì chốt lên giùm em. Rồi bây giờ em lên một cái mã rách nè. Trời ơi cái mã rách này làm gì làm cho tôi có một cái tôi mặc thôi mấy chị. Lên giùm em cái mã rách nha. Dạ ok chị Đình Thành. Em địa chỉ cũ ok chị luôn. Thấy rồi anh Phúc mới thấy. Rồi anh Tư cột cái này lại. 32 là khoảng cỡ dưới 69kg. Có đầm 85kg. Đầm này có size chị luôn. Tới cầm lui quăng mẹ đi kia.
né qua đây mà cũng né. Chiều nay cuốn số 33, đầu 33, đuôi 33. Bây giờ rồi. Đấy. Đó, quần áo 33 không? Trời lên kêu người thân. Rin 95kg là còn rin cũ trên lầu chứ rin này mới về không? Hoa cúc của Hằng Thu kìa. 190. Hoa cúc của Hằng Thu 190, còn đúng một cái size 95, còn cái size còn cỡ 78 đến 84kg thôi nha. Đây hoa cúc mới để vô hoa Hằng Thu. Ừ. 32 nè. Rồi 32 của Hằng Thu. Hằng Thu cho ba số điện thoại con mới để cái kéo là nhà con trộm nó phải trời. Đây. Hơn quá rồi, Nguyễn Nguyễn Trương mới biết lên inbox rồi. Hơn quá Nguyễn Trương biết inbox rồi. Bây giờ em sẽ lên cái ring rách cho mấy chị. 80kg không có rách nha chị nghe. Còn nếu nghe thích rách thì đây. Đây là mã rách lên nè. Mã rách này đẹp tuyệt vời. Mã rách này làm gì làm cho tôi, để cá tôi mặc á, ai muốn làm gì làm. Mã rách mà còn xanh đen nữa nha mấy chị. Mà mã rách này là hơi bị sướng luôn. Comment giùm em ring rách. Ring rách, rách này hơi bị xuất sắc đó mấy chị. Rin rách này khách đặt một nồi. Để coi thử ai đặt rin rách này nha. Rin rách mấy chị ơi. À, Trung Hiếu. Trung Hiếu Tân Phú nè. Trung Hiếu Tân Phú 36. Anh ơi, cái quyền cái này còn size 36 không anh? Trung Hiếu rin rách 36 nè anh ơi, Facebook Bí Yên Tân Phú 36 nhìn phải phải 36 không? 200 đúng không? Đúng rồi 200. Cái này là quyên Trung Hiếu. Đọc Trung Hiếu quay tới ổng thành Xuân Hiếu. Làm như bồ cũ tên Xuân nghĩa. Đấy, cháu tôi lên sân mà. Tên đi Thái Lan rồi. Nói đọc gì quên mẹ đi, bên đây Thái Lan vô nữa. Nguyên Phạm không có dấu Facebook Ý Yên 200. Nguyên Phạm Facebook Ý Yên 200. Để trả bill bên này xóa hết luôn nè. Rồi trả quần rin đất bên đây ai thiếu nè. Minh Đoàn, một cái size 33 của Minh Đoàn. Minh Đoàn này có bill nè. Minh Đoàn có bill. Minh Đoàn size 33 cộng 200 cho Minh Đoàn nè. Minh Đoàn có dấu nha anh Tư. 200 của Minh Đoàn. Trung Hiếu có luôn rồi nè, xóa luôn của Trung Hiếu nè. Xóa luôn của Trung Hiếu. Rồi bị chửi rồi, quên để cho chị Thảo Lê rồi. Chết rồi. Lấy cây lên quất nó. Trời ơi. Mít ở dưới không? Hủ mít của tôi quất hết trời ơi. Quá ăn thì có nhà để ăn. Vừa ăn xong cơm với ăn này kia rồi mới đem bánh về nhào nhào tới rồi bánh. Tao sắp đổ nợ. Bánh. 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 Ủa kiếm bia Minh Hòa Vương nãy giờ có cái quần hoa cúc của Minh Hòa Vương không vậy? Minh Hòa Vương hồi nãy hồi trưa anh có ghi cái gì á. Mà không nhớ có gì. 107. Rồi để quần này cho Minh Hòa Vương em mém chút nữa bị chửi rồi. Bao nhiêu tiền? 200. Thôi. Ôi dễ bị lộn bill ghê trời. Mấy chị đừng có buồn em nha. Chờ em chút em lên hàng bơm ngừng tay gỡ cùng với em. Comment giùm em rin rách nha. Rồi chốt rin rách nè. Rách 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 đâu? Nguyễn Thị rách đâu rồi? Lê Nga à, Lê Nga 80kg size 35 đấy, nha chị Lê Nga. Đấy nghe cho nó nguyệt khu không? Đây nè. Nè 35 của Lê Nga. Xin địa chỉ số điện thoại Lê Nga. Lê Nga xin địa chỉ số điện thoại Lê Nga giùm cái. Lê Nga 35. Rồi tiếp tục ai? Hương Chu 33. Hương Chu 33 nè bảy ơi, Hương Chu 33. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Trương đúng rồi. Hồng Nhung. Hồng Nhung rin rách 75kg 34 của Hồng Nhung. Hồng Nhung cánh hồng mong manh của anh á. Rồi tiếp tục 36 của Nguyệt Thu. Quy Nguyệt Thu ơi hả?
Nguyệt Thu, Ngô Vũ Minh Thư. Ngô Vũ Minh Thư là dưới 70kg, là mặt 32 nha cục cưng. Ngô Vũ Minh Thư hình như bữa giờ mua bên chị rồi đúng không? Ngô Vũ Minh Thư, Ngô Vũ Minh Thư đâu có Nguyệt Thu đâu. Nè Ngô Vũ Minh Thư nè, nè Ngô Vũ Minh Thư rách 36 của Thoại Nguyên. Thoại Nguyên hồi nãy có lấy cái áo khoác rồi phải không ảnh? Thoại Nguyên nãy lấy cái áo khoác gì chống nắng nè. Hồi nãy lúc anh đưa em đọc tin nhắn nè. Trời trời, ổng đọc, ổng chốt hàng mà mày thấy không? Tao nói quýnh lộn chết cũng gì mấy cái vụ đây nè. Thoại Nguyễn, ủa có Thoại Nguyên. Ủa ông không thấy cái nick người ta có tên đâu mà ông đọc Thoại Nguyễn. Vậy mà bà cấm băng vô bà kêu nhẹ nhàng với anh Bảy, tôi không biết nhẹ cái đéo gì nữa. Ủa má bà đọc cái tên gì, tôi không biết tên gì, tôi không thấy cái tên gì nè. Đây nè. Nè, Thoại Nguyễn nè, tây không, cái quần này nè, bốn chữ nè. À đây nè, Ngô Vũ Minh Thư. Đây anh Thoại Nguyễn. Đâu không? Thoại Nguyên 200. Ngô Vũ Minh Thư. 80kg mặt 35 thôi chị nghe. Thấy luôn. Hồng Nhung có rồi. Rách 34 của Diễm Quỳnh nè. Rách 34 của Diễm Huỳnh không có dấu. Diễm Huỳnh không có dấu. Hết rồi chị Bình Lê. Dạ chị muốn gì chị nhắn tin vô trong tin nhắn, chị đừng nhắn đây. Em không có kiểm soát bill được á chị à. Chị cứ biết không. Rồi 34 của Ngọc My Nguyễn rồi đó. À, chưa Tiên Hà đó, em còn một cái lô quần size lớn ở trên kia kìa, nhưng mà chưa lôi xuống được. 75kg hết size 34 rồi. Lê Nga vô anh bóc cho địa chỉ cho thoại Lê Nga. 36 rồi, ok đổi cho Lê Nga bình thường vậy. Nếu còn size là cũ đổ, nhưng mà 80kg là 35 thôi nha. Mặc 36 là vừa ôm chiến chè vừa ôm cái quần á. Rồi hết hết ba, hết size 36. Chị Lê Nga có lấy 35 thì lấy, còn không lấy báo xã giùm em nha. Hết 36 chị yêu ơi. Em mới nhận hàng được rồi, đẹp ơn ý, chất lượng, cảm ơn chị Từ Bi. Đặt hồi bữa giờ quá trời lâu mới được á. Ring Rack 36, hết luôn rồi. Dạ hết luôn, vậy luôn. Em xả chị Lê Nghe nha. Lê Nghe khách cũ luôn. Từ từ xả chị Lê Nghe đi anh ơi, hết rồi. Em là mới mặc 35 nhoi. Bỏ giùm trên cầu thang. Bỏ trên cầu thang giùm dạ cô. Không gian luôn. Rồi, cột giùm ghi giùm em là Ring Rack đi anh. Ring Rack tùm lum. Ring Rack tùm lum hoặc Ring Rack tè le gì cũng được. Lê Nghe có rồi, nhưng mà bây giờ biết sao không, cái size đó hết rồi á. Rồi bây giờ em lên lại chín tấc nút cho mấy chị nè. Chín tấc nút 190, chị nào chốt chín tấc nút 190 chốt lên giùm em. Chín tấc nút 190 nha, em xả quần của chị nghe nha. Comment giùm em chín tấc nút 190. Bé nào chưa chốt chín tấc nút 190 chốt giùm em. Ngồi nó không nổi rồi, cái này biết. Ồ thiệt chứ thiệt. Nói rồi. Thôi đổ nợ cho nó. Comment giùm em chín cột lại đi nè. Chín tấc nút là cột lại. Cột giống như anh Tư nè, một cục ngang một cục dọc á. Chín tấc nút. Nuôi bảnh kỳ này đổ nợ tới nào rồi. Bởi vậy thì để cái thùng riêng chịu gì nổi trời. Ông ăn rồi mua chứ ông làm như ông đói chịu gì nổi rồi, ông giống bảnh quá. Tự nhiên cái nháy thì để cái son đây cho nó khỏi lạc mất nhau rồi chứ có ở đâu nháy. À bây giờ em lên cái set đầu like cho mấy chị nè. Cái set đây là 240, còn ở mấy set thôi, hết rồi nha. Chưa có mẫu baggy huyết đỏ thôi. Mấy chị ơi, set này nè. Để bao mấy chị set áo nè. À, set này kèm với lại quần váy. Set này kèm với quần váy nha. Chị nào chưa chốt set này thì làm ơn chốt mau chốt lẹ giùm em 240. Em có size dưới 72, dưới 82, dưới 92 và dưới 102kg ha. Nút 80kg, mét 55, ai đang giữ nút? Ai rồi lấy size 35. Khu Trang Nguyên 35, ăn gì bạn? Ăn gì mà nhai miếng hả? Con lấy cái quần riêng kia con để trên cầu thang cho cô Yên ơi. Khu Trang Nguyên 190.000 của Khu Trang Nguyên. Rồi lên là mẫu Mickey nữa cho cột hàng luôn nha mấy chị nha. Lên lại mẫu Mickey rồi, bây giờ lên hàng bơm nè. Bụng bự hơn cái vú em ơi, 35 không vừa bụng bự. Đây nè chị, comment giùm em Mickey. Rồi Mickey em cũng có size từ 32 đến 36. 190 Mickey vải to giãn tới bến Cà Mau luôn. Nè anh Tư cột lại ghi giùm em Mickey lên. Ghi 9 tấc nút. Ghi Mickey nè, ghi 9 tấc Mickey nha. Còn không là ghi 9 tấc chuột giùm cho em. 9 tấc chuột ha.
em còn hai cái quần này, bà nào mà họ vừa với cái quần này là chị đã trúng mánh luôn, chín tắt rách nhưng mà rất là đẹp. Một cái là 36 này, đẹp không mấy chị, rách nè, rách mà có lai lặt mấy nha. Một cái là 36 ha, và một cái là 34. Comment giùm em quần này là 190 cho mấy chị 20.000 để bán hai cái size lẻ. Comment giùm em quần 170 size 34 và quần 170 size 36 là hot. Hot nha. Đây nè. Hot, một cái là 34 và một cái là 36. Lên trên Mickey 9 tắc lấy 34 toàn không anh, đá trên cùng luôn. Rồi lên trên inbox địa chỉ số điện thoại là lên trên 190.000. Comment giùm em quần 9 tắc 140 ha, có ring rat chị Dung không còn. Có quần nè áo. Có một bộ chị Loan Huỳnh à, nói chị bữa giờ rồi có một bộ thôi, còn như là bà, quần tới ngay đầu gối chị mặc được không? Quần tới ngay đầu gối chị mặc được thì lấy, còn không mặc được thì thôi đừng lấy. Đó nói vậy á. Còn bộ dài em mới để cho chị có một bộ à. 36. Mà 36 của chị lên nghe. Ok, 36 của chị lên nghe, 190 bớt 20 còn 170. 170 của chị lên nghe nè. Rồi còn một cái 34 mấy chị yêu ơi. Còn cái 34 giùm em nha. Chút nữa ghi hai mặt nha anh Tư. Xong chưa mấy chị, bấm nút chia sẻ lên hàng bom giùm em nè mấy bà nội ơi. Thiệt chứ một lần mà bán hàng bom vừa lỗ mà vừa mất công mất sức nữa. Tao nói thiệt á, tao nói thiệt với mấy đĩ bom hàng tao nha. Bay á, rén bom hàng tao cho nhiều nhiều vô đi, 36 thích lấy rồi Nguyễn Linh. Rén bom hàng nhiều nhiều vô. Rồi cái tiền mà bom hàng tao, cái tiền cước của tao á hả. Quần 34 không chị Lo. Quần 34 của Lo Nguyễn Hình Nền Xanh nè. Rén bom hàng vô đi mấy đứa nha. Chồng chín rồi cô. Hà Trần, Đà Nẵng. Mấy view này chụp hết cho mấy mẻ rồi phải không? Rồi những cái tiền này nè mấy chị à, có co giãn đã đó. Những cái tiền mà coi như ta tốn ship đi ship về, như cái cục đây là 45.000, ship đi ship về là coi như 90.000 của tao á, thì coi như là đủ má tao xí bùm bùm ba má chích chùm luôn nha. Đó, cái tiền này coi như ra mua vàng bạc với vàng đô la âm phủ rồi gì rải đường rồi đi chơi cho nó im chân ha. Rước bệnh rước đau của dòng họ quan viên nhà tao hết đi, phía nội phía ngoại gì rước hết bệnh đau dùm cho nhà tao đi, để nhà tao sống khổ khổ cũng được. Thấy chị Lucia Quỳnh mới vừa live ring xong. Dạ, mới có một bộ rồi chị Lo. Thầy ơi, chị giờ mà chị chờ. Bây giờ em còn hai bộ. Ai đúng rồi, cờ Lucy A Huỳnh hồi nãy còn hai bộ sáng đầu tiên like đâu rồi. Cờ Lucy A Huỳnh ơi, em chốt bộ này cho chị nè. Bộ này em còn một bộ 90 đến 100kg, một bộ 70kg à. Em yêu rồi, em yêu rồi chị nha. Yêu gì mẹ, Mickey 36 có giảng nha Linh. Nè chị cờ Lucy A Huỳnh, chị chưa có chốt cái bộ này nè. Nói chung là bộ này về chưa kịp like luôn. Khách chốt qua ở trên mạng hết rồi, đẹp không chị? Còn Lucia Huỳnh ơi, chắc là em chốt với chị bộ này luôn á, quần dài. Hết luôn rồi chị. Còn có bộ này size L với lại một bộ 90 đến 100kg nè, chốt cho còn Lucia Huỳnh này. Còn bà không chịu thì bà kêu bà xã. Nè anh. Còn bộ 90 tới 100kg nữa hết rồi. Kêu đi cái bill của kia kìa. Cái bill của con gì gà bắp nè. Lucia Huỳnh. Đúng rồi chị Lo, quần chính tóc. Quần chính tóc mà 190 em bóp chị 20 quá. Chị Nguyệt Thu còn bộ size lớn rồi nha. Chưa hết rồi chị Thu ơi. Bộ này đúng hết luôn á, bộ này về chưa like luôn á chị. Bộ sáng cũng biết để Hồng Ngọc chưa nữa. Nó đặt trên like là có trên like rồi. 250. À không thích quần dài để lại đi anh, không thích quần dài đi em. Kiếm anh kiếm giùm em bill của Hồng Ngọc ơi. Có được cáo bộ này chưa? Rồi bộ này của chị Nguyệt Thu nè. Nguyệt Thu 250. Bộ này mặc gọn lắm mấy chị. Có rồi đó. Rồi có rồi coi. Có rồi chị. Anh ơi, Mickey 36. Mickey 36. Đây nè, coi thử kiểm tra còn Mickey 36 không. Rồi bây giờ lên hàng bom nha mấy chị nha. Cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Lên hàng bom. Hà Trần Ngũ Hình Sơn 806. Đây 36 đây. Rồi chốt cho, chốt xin địa chỉ luôn Nguyễn Linh. Hả? Cho anh cái bịch đen bự hả? Nguyễn Linh như thế.
Xeo nè. Đầm này dưới 70 kg. Này nói gì trăm chín nè. Đầm hạ eo này dưới 70 kg. Này trăm chín không? Xeo cho mấy chị 80 ngàn cho đỡ nhục, trăm chín thôi. Bọc ở dưới phải không? Ừ, bự á. Ừ. 80 ngàn mấy chị, phải coi nhẹ. Đầm dưới 70 kg. Kêu dạ. Làm ơn làm phước mày đụng máy mày bắt máy lên một cái đụng máy tao chửi cho nhà mày bóc móng luôn. Tám mươi ngàn. Ủa Hồng Ngọc chưa có bột à, bột caro có à? Dạ bộ này hết rồi chị Vương Phụng. Đầm dưới 70 kg bán cho mấy chị với giá 80 ngàn. Đầm này vải co giãn hàng xuất nha mấy chị. Dưới 72 kg cũng vừa, đầm này hàng xuất. Mấy chị ơi đầm này dễ thương lắm. Ở trong nó không có mặt chích chích đâu nha à. Ở dưới là hạ em là dưới 70kg đi cho nó đẹp. Rồi bán 80 ngàn. Bán 80 ngàn cho mấy chị nha. Lên tiếp mấy chị. Cái đầm này bán sale cho mấy chị 140 nè. Đầm này chị nào khoảng cỡ dưới 80kg đầm sọc. Đầm sọc bán nó cho mấy chị 140. Đầm 80 ngàn của tình nào cũng khoai 80 ngàn. Comment giùm em 140 đầm này. Đầm này dưới 80kg. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Đầm này vải bao đẹp luôn hàng xuất. Comment giùm em đầm sọc 140. Đầm sọc 140 nha mấy chị nha. Đầm sọc 140. Chị nào chốt đầm sọc 140 chốt lên giùm em 140. 140 với 80. Mất cái 200 à. Nè mẹ nó thôi. Rồi tiếp tục mấy chị. Cái đầm này chị nào 65kg bán cho mấy chị 50 ngàn. 50 ngàn đồng hàng xuất nha. Bán sale luôn 65kg bán 50 ngàn. 50 ngàn đồng này chị nào có mẹ 55kg mặc cũng vừa nha. 65kg 50 ngàn. Chị nào chốt 50 ngàn chốt lên dùm em 50 ngàn mấy chị ơi. 50 ngàn đồng. Heo ơi ta hỏi heo này. Lâu nay heo đói có ngày heo no. Thấy heo nó đói nó mặc nó buồn chứ nó vẫn cười. Ông đói mặc ông cũng buồn nói chuyện heo. Yêu nghiệt. Lên tiếp mấy chị. Trời ơi lên hàng sale mà mấy chị im ru im rít luôn. Ở lộn lên hàng bơm mà mấy chị im ru im rít. Cái gì đây anh Hương Nguyễn. Tòa nhà Nguyễn Hương này là hình nền hai vợ chồng. Đầm 50 ngàn của Hương Chu. Đây là một cái bộ mà em nói thiệt với mấy chị em không có bán nè. Cái bộ này là 250 ngàn. Cái bộ vest này em không có bán nè mấy chị. Để đây nè gì à? Bộ vest này là em không có bán luôn nè mấy chị. Đây kèm với quần dài vest sọc. Bộ này 250. Xe cho mấy chị còn 190 vest sọc dưới 70kg. Chị nào chốt bộ vest sọc dưới 70kg 250 xe còn 180. Chốt xe 180. Comment giùm em bộ vest sọc 180 ngàn. 180 ngàn bộ vest sọc ác đạn. Yêu nghiệt thiệt chứ. Đang hết cái đống này mới nghĩ là ông nội. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Đây là một cái bộ quần. Đây là một cái bộ quần ở dưới đây có ren nè mấy chị lưu ý giùm em nha. Kèm với cái áo dễ thương lắm. Một khoác màu tím của Trang Mai. Vô lấy cái khoác màu tím của Trang Mai đây. Chị Thanh Hoa bộ 180. Chị Bình Lê vest sọc Bình Lê 180. Đây, Bình Lê inbox địa chỉ số điện thoại nha Bình Lê. Comment giùm em bộ màu bò. Bộ màu bò kèm quần đùi. Bộ này là 240, sale cho mấy chị cũng 180. Sale cho mấy chị 170 đi. Comment giùm em màu bò 170. Vết sọc khách lấy rồi chị. Trong cái bịch áo khoác xanh lè xanh lét á. Còn khoác tím nào không rồi. Người đây. Trang Mai khoác tím 180. Người vậy luôn. Trang Mai có bill á. Bình Lê inbox giùm cho em nha Bình Lê. Trời ơi bộ này xe cho mấy chị 170 nè. Hơi bị trúng bánh luôn. Bộ màu bò của Lucia Quỳnh nè 170 xếp lại vậy ơi. Trời ơi cái đoạn này nó bơm hàng trúng bộ này nữa chị ơi. Bộ này size L còn nè. Ai chốt? Ai chốt? Thanh Hoa ghi chữ Thanh Hoa không có dấu nè. 180 của Thanh Hoa không có dấu. Cái bộ vest này em còn một size 90 đến 100kg nó bơm luôn nè chị. 90 tới 100kg bộ vest. Chị nào chốt bộ vest 90 tới 100kg chốt giùm em nha. Yêu nguyệt.
khách lấy đúng rồi dưới 70 kg là từ 62 tới 70 kg vừa mình lên inbox địa chỉ số điện thoại. Nóng hả? Không có kia ngoài giờ không? Yeah. Alo. Thanh Hoa. Thanh Hoa đi mới. Nè. Anh Phước làm bill hầm gì mới cho anh Thông đi. Em có một cái bộ mặt nhà sale cho mấy chị 120 ngàn luôn. Bộ này dưới 70 kg. Bộ này bộ yếm dưới 70 kg nha. Rồi chị nào chốt bộ mặt nhà dưới 70 kg chốt giùm em, hơi bị dễ thương nha. 120 ngàn bộ mặt nhà vàng. Chốt lên giùm em bộ mặt nhà vàng 120 ngàn, xếp bỏ bịch đi hả. À hành Mỹ vừa. Hành Mỹ vừa gái. Trời ơi bộ này đẹp lắm hành Mỹ không. Máy này nó ép ôm thiệt đó chứ. 180 ngàn của hành Mỹ. Hành Mỹ còn bill nha. Đi trên bì giùm đi em ơi. Trên bì em không bỏ ra. Lucia Huỳnh 120. Lucia Huỳnh 120. Em phải mặc XL em có mặc kia được đâu. Nha. Mặc XL gái. Tại vì biết sao không bà mặc XL không bà bà My. Tại vì bà cái kiểu giống như bà là khinh đời không thèm lớn á. Tại vì bà cao á bà khinh đời không thèm lớn á. Bà cứ như vậy thôi. Nó ác đàn thiệt chứ. Ồ bao nhiêu là cái set của em luôn á mấy chị. Set yếm, xe cho mấy chị 80 ngàn chơi cho vui. Dạ không Ngọc ơi, mới lên ring xong. Chốt giùm em nha, cái địa chỉ dưới cùng đó nha. Chốt giùm em bộ yếm dưới 70 kg nè. Đây nè mấy chị. Yếm dưới 72 kg bán cho mấy chị 80 ngàn kèm với quần cá. Mày ghẹo ổng chi vậy không? Tao tao ốm nó tức tổ rồi mày còn đi ghẹo ổng nữa. Đó 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 đó. Đó. Thằng anh Tư đó. Thằng anh Tư mất dậy ghê, yếm. Yếm 80 ngàn của xong anh mất dậy dễ sợ quỷ sứ âm binh thiệt chứ. Nhà toàn thứ âm binh không. Sẽ yếm 80 ngàn. Xong anh còn điêu luôn. Tạm Huyền Sóc Trăng. Yếm khách lấy rồi. À 140 bộ. Mình lên inbox địa chỉ rồi. 140 bộ mà nó ra nó nuốt tổng cộng của em là tổng cộng 4 bộ. À nó nuốt của em tổng cộng 4 bộ mới. Cái gì nè cũng có cái nguyên nhân của nó. Cục cức nó phải có đầu có đuôi. Quy Nhơn ta bình định. Còn này Quy Nhơn bả bình thường. Tỉnh gì tỉnh bình thường bà nội. Chị Bình Lê, chị vô chị coi cái tỉnh nào chị. Cái tỉnh nào tỉnh bình thường chị. Hạnh Mỹ là nằm ở trong góc á. Mới lấy ra bỏ trong này chứ Hạnh Mỹ nè. Kìa, cái chỗ bị vàng túi trong góc rồi chứ con nó thấy không hả? Nè. Nè. Cái máy nè. Còn cái Lucy mới hồi nãy là xả ra rồi. Đúng rồi. Kiếm không có đúng rồi. Còn nớ mới ghi. Nhưng mà xả ra rồi không có. Đi Lucy Quỳnh hai cái luôn hả? Tổng cộng là 4 bộ mấy chị. 4 bộ đây là 140. 140 bây giờ em sale cho mấy chị còn 90 ngàn nha. 90. Size này là size dưới 80 kg. 60 tới đó 80 kg mấy chị. Comment giùm em bộ con heo 90. Bộ con heo quần đùi 90 ngàn nha. Con heo quần đùi 90 ngàn. Chị nào chốt con heo quần đùi 90 ngàn chốt lên giùm em con heo quần đùi. Chị nào chốt lên chờ neo đùi 90 ngàn chốt lên giùm em chờ neo đùi 90 ngàn size dưới 80 kg. Chờ neo đùi 90 ngàn.
Chị nào chốt cái chờ neo đùi 90.000, chốt lên giùm em chờ neo đùi 90.000 nha mấy chị nha. Chờ neo đùi 90.000. Chờ neo đùi 90.000 nha. Comment giùm em Adidas đùi. Adidas đùi 90.000. Alo. Huyền, em có tiền mua giấy vàng bạc trải đường cho con em đi không, mà em bơm hàng chị với em. Đỉ mẹ mày vô không có tiền vô đặt tao 4 bộ hàng rồi bơm một chặng nít rồi con đỉ chó. Đỉ cái con mẹ mày, cha mẹ mày không biết dạy mẹ sao vậy. Rồi mới chửi nhẹ nhẹ mà đủ má nó cúp máy à. Ủa bữa này có pha luôn hả? Ủa cái đây mà quẩn hả? Bộ đây là bộ Adidas nè mấy chị, 140.000, sale 90.000, size dưới 80kg nha. Size dưới 80kg giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào chốt cái này chốt lên giùm em nha mấy chị. Tao biết tao mày mày gửi cho Trang gửi cho mày đúng không? Tao biết tao không có tốn tiền ship mà ghé đây nè, không có công tốn tiền mà lấy này chiều tao quất mà được. Ủa mai chốt hàng nhớ trời. Mấy bộ này bỏ bịch vô đi. Adidas quần ngố của Kim Dung Trần nè. Kim Dung ghi liền vô Dung Trần, hình như Kim Dung Trần còn biểu ở đây hả mày? Kim Dung Trần bả kêu qua, bả kêu gửi rồi. Ờ gửi rồi hả? Vậy ghi biểu mới đi. Nè xếp từng bộ đây lại để tối hôm mai mốt gì đó mới. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Trời ơi má thiệt, áo vú tôi nó cũng chốt luôn trời. Adidas khách lấy rồi chị. Bộ 90.000 màu gì chị ơi? Adidas đùi. À lộn, Adidas đùi rồi. Adidas đùi của Lan Nguyễn Bùi. Lan Nguyễn Bùi à, chị ơi inbox cho em chứ bên em không gọi điện chốt hàng. Trời ơi nghĩ sao áo vú 190 của tôi nó cũng bom luôn nè mấy chị. Lan Nguyễn Bùi. Áo vú 190 size 44. Áo vú 190 size 44 mấy chị. Xe cho mấy chị còn 140 luôn cho nó hết đi. Xe còn 140 nha. Chị nào chốt áo vú này size 44 mà 144 chị nào 80-85kg cũng vừa. Comment giùm em 140 áo vú. Ha. À, bây giờ em chỉ còn một bộ Chanel với một bộ beo con heo thôi. Adidas hết rồi. Tiếp tục mấy chị ơi. Hết rồi gái ăn. Trời ơi cái bộ này đúng là từ nhà cũ qua tới nhà mới 2 tháng rưỡi mà mấy chị. Thiệt ác thì anh ở trên áo ngực 140 kìa. Bộ này là em nói thiệt với mấy chị là từ lúc nhà cũ qua tới nhà mới gần 2 tháng rồi nè mấy chị. Chưa kể là trước đó nửa tháng là 2 tháng rưỡi của em nè. Đây. Má thiệt dưới 70kg bộ này là 220 xe cho mấy chị còn 170. Comment giùm em bộ bi 170. Thiệt nhiều đứa nó ác tâm thiệt, nó ác tâm mà nó dễ tâm luôn. 170.000 bộ bi dưới 70kg. Bộ này chị Hồng Ngọc cũng vừa nè, Lucia Huỳnh cũng vừa nè. Áo vú khách lấy rồi. Nguyễn Loan Kiên Giang. Nhiều con nó dễ tâm dễ sợ. Bi đen của Lucia Huỳnh nè, 170. Chửi thì nó kêu sao mình hổn. Đỉ mẹ nó chứ hổn. Chú bước làm cái gì vậy? Comment lên giùm em bộ giả vét. Bộ này size dưới 80kg. Bộ này là của Ngọc My Nguyễn vừa nè. Bộ này dưới 80kg nha. Bộ này Ngọc Nguyên Nguyễn vừa sale cho mấy chị còn 170.000 luôn bộ chín tóc. Comment giùm em bộ chín tóc đen viền trắng dưới 80kg. 170.000. Ờ. Nếu em không vừa đúng rồi. Dưới 80kg thì tôi phạm mới vừa lắm. Rồi ta là một cái ba bộ bi, bộ bi khách lấy rồi. Bộ này comment giùm em bộ viền trắng dưới 80kg nha. Má thiệt một lần mà bán tới hàng bơm má máu chó nó nổi lên. Bộ bi khách lấy rồi. Có zoom nhưng mà phải đợi hàng sale. Tại vì zoom bây giờ đã đưa vô bên hàng sale hết rồi. Hồi nãy chị nào chốt bộ vàng nè. Hồi nãy chị nào chốt bộ vàng. Ngọc My Nguyễn chốt bộ vàng nè. Ngọc My Nguyễn Gò Vấp chốt bộ vàng 120 của Ngọc My Nguyễn. Bộ chính tóc của Bánh Kem Thanh Trang. Bánh Kem Thanh Trang inbox cho em nha. Bên em không gọi điện chốt hàng nha. Chế 170.000 của Bánh Kem Thanh Trang. Bánh Kem ghi dính, Thanh Trang ghi dính. Đừng nghi rồi. Đừng bắt em phải xa anh. Khỏi cần ok, một lần là tôi nhớ rồi. Trời ơi cái bộ đỏ này nó phải nó đẹp xuất sắc lắm. Bộ đỏ này chị nào mà dưới 80kg trời ơi em nói thiệt với mấy chị nha. Nó đẹp xuất sắc luôn á mấy chị ha.
Lan, Lan Huyền Bùi, bên em không có điện thoại chốt hàng nha chị. Lan Huyền Bùi, một phút nữa không có địa chỉ, kèm số điện thoại là em xả bill ha. Bộ đen 70kg khách lấy, bộ đỏ đô này đẹp tuyệt vời mấy chị. Bộ đỏ đô này cái vải nó đẹp lắm. Cái bộ đỏ đô này em có một bộ nè. Bộ đỏ đô sale 170 luôn, cho nó đi cho hết mắt phong lâm mấy chị. Đây 240 sale 170. Comment giùm em bộ đỏ đô 170 đi cho nó hết mắt phong lâm. Cái chị hồi nãy mà hình nền con mèo là chị gì anh? Long Hoa hả? Chị gì mà? Long Huỳnh hả? Đây nè. Long Huỳnh. Đây nè. À, bánh xuống lấy cho cô Yên cái bánh dừa lên cô Yên ăn miếng hả? Có mèo có. Yếm rinh tùy đọt em. Bánh bông lan mà nãy cô cái bì sẵn á. Hải mày đưa cái còn cái giỏ sách đây vô tao bán xe cho các chị đâu có chia sẻ tao bán luôn. Em có một cái túi Chanel nè. Có cái tủ em có một cái túi Chanel này. Chị nào có chia sẻ livestream em bán cho mấy chị 150.000. Quá rẻ không? 350 bán sale còn có 150 không? Chị nào có chia sẻ livestream bán 150.000 túi sách cho nó vui vẻ. Chị nào có chia sẻ livestream em bán 150.000 túi sách cho nó đỡ nhục. Bán 150.000 hàng bom luôn là mấy chị biết là mấy chị trúng mánh cỡ nào luôn rồi đó. Đây nè mấy chị ơi, xích dây đều là hàng của Quảng Châu xịn. Em không bán hàng chợ, mấy chị lưu ý điều đó nha. Không bán hàng chợ. Bán 150 chị nào có chia sẻ comment lên trước. Bà Ngọc My Nguyễn inbox lên cho qua lộn chia, bấm cho cái nút chia sẻ đi Ngọc My Nguyễn ơi. 150 của Ngọc My Nguyễn bấm dùm cái nút chia sẻ lên đi bé. Hả? Ơi, bán 150 ngàn hàng bom luôn. Để bỏ đi em lấy đưa cho tư ấy. Đưa qua cái ấy cho nó thì đưa lên. Đây cái bịch đây. Thôi hàng bom còn nhiều quá. Hàng bom còn nhiều quá. Lấy anh bịch đen nữa. Cái bánh dừa này bà làm ngon lắm chị. Hai bịch đen. Bánh làm dừa không? Vô lấy một cái chấm tuột 42 cho chị ơi rồi phải mà. 42. Trời ơi, cái bộ bi này nè, bữa sĩ hỏi mà tôi không thèm may lại. Chị nào dưới 92kg hút bộ bi này. Bộ bi này em nói với mấy chị bao sang chảnh luôn. 260.000 giờ sale cho mấy chị còn 190 má nó ra. Chị nào mà 90kg mà mặc cái bộ bi này không đẹp đi kiếm tôi nha. Cái quần nó cũng đẹp nữa. Mấy chị ơi, cái quần nó cũng đẹp nữa. Đừng nói chi ống rộng mà đã lắm mấy chị, mãi rất là đã. Đây, đầy đủ địa chỉ hết rồi nha. Rồi, sale 190.000 bộ bi trắng 92kg. Chị nào mà còn cỡ từ 85 tới 92kg chốt giùm em. Còn 42 không? Hết rồi hả? Rồi để đi. Bộ bi của chị Vương Phụng nè, hàng sale. Hàng sale nha. Bộ bi của chị Vương Phụng hàng sale 190. Em còn một bộ caro nè, may theo kiểu Quảng Châu. May theo kiểu Quảng Châu, bộ này dưới 70kg sale cho mấy chị còn 160. Comment giùm em 160 caro. Đồ quá hồi qua hết rồi, giống như là đồ mấy chị. 160 caro chú nói. Vô đây ngồi với bác Yên nè. Còn bánh mì ăn luôn. Còn đó có Dương Phụng không? Có rồi. Bánh. Bánh nè con. Anh bánh. Anh lấy bánh nhé, anh lấy bánh cho em nhé. À đây, anh đây. Đẹp trai mà khó chịu quá. Long Huỳnh Đồng Nai. Em cào vào đâu đây? Đâu có cào vào đâu đâu. Không, em đang nói nè. Em cào. Sao bạn đang ấm nhôm nhỉ? Sao bạn đang Juno của bác Yên ấm nhôm nhỉ? Đây lên ký đây nè. Nè. Juno này. Bộ bi của Vương Phụng. Cái bộ này giống như cái bộ viền đỏ hồi nãy đó. Vương Phụng đó. Xếp bộ bi này lại nè. Để đi. Bán từ đây tới năm sau cũng hết. Tròn Jerry nè. Không nhận em nói thiệt, có những cái người mà người ta bơm hàng tao không biết mắc cỡ. Em vô trang bài viết của nó, em đăng cái mặt nó lên mà nó cũng không chặn em, nó vẫn để bình thường vậy. Mà thiệt đó hả? You know ai mà biết Juno. Bộ cam này là size dưới 70kg nè. Juno ơi, không có nhận thiệt nha, đem thiệt về đi. À, hôm nay người ta đi mời thiệp á. Không có đâu. Em về đi. Người ta đi mời thiệp á. Không đâu, không đâu. Của người ta phải đi mời thiệp. Đây nè mấy chị, bộ này là bộ màu cam đất nè. Trời ơi, bộ này dễ thương lắm mấy chị. Bộ này rất là dễ thương, mấy chị coi giùm em nha. Thứ nhất là cái quần này là thun lai dông nè.
ở ngoài cái ở ngoài của cái áo, ở trong nó có áo trắng mà ở ngoài nó có áo khoác nè mấy chị. Ở ngoài nó có một cái áo nè. Đó. Rồi cái bộ này là dưới 72 kg. Nè ở trong là áo trắng, ở ngoài là vậy nè. Rồi bộ này dưới 72 kg em sale cho mấy chị còn 170.000 bộ màu cam đất. Bộ màu cam đất dưới 72 kg sale 170.000. Chị nó ơi. Anh bước bao nhiêu bảy? Nó để sợ rồi mà. Đúng rồi ơi, con sợ mà con nhìn bắt bò bắt cướp chi hoài vậy. Bánh kem Thanh Trang. Ở đây này, ở đây. Rồi má ơi, hạt chia của tôi nó cũng bơm hàng nữa. Mua giùm em mấy chị 130.000 hạt bì hạt chia mà nó cũng bơm hàng em. Tiệt chứ quỷ ma. Bánh kem Thanh Trang. Bánh kem Thanh Trang 170.000. Nghĩ sao mà tiệt chứ. Ăn bát lên cho con đó. Lâu quá, cam đất của cam đất đâu rồi, cam đất ai lấy rồi, bánh kem Thanh Trang lấy rồi, bánh kem Thanh Trang lấy rồi. Bộ này cam đất khách lấy ở Trần Quỳnh, bộ này vải đẹp lắm, bộ này chị nào 90 giờ, chị nào 82 83 tới 90 ký chốt bộ này nha. Bộ cam khách có rồi lấy rồi chị. Đây cam miếng giùm em, bộ này sale cho mấy chị 160.000 đi, 160.000 82 tới 90 ký. Cười gì vậy bà Song Anh? Bà Song Anh ơi, để lấy cái đầm. Đây đây, anh Tư cái đầm này nè. Đó, anh Tư thấy không? Đây nè, xếp bên cái đầm viền trắng luôn. Xếp bên đầm viền trắng bên kia đầm đen. Rồi, nó đó, đúng rồi. Lấy cho chị Song Anh mà chốt 16 bộ này luôn mấy chị, 82-90kg. Để móc cho chị dễ coi. Đây nè chị Song Anh ơi, xót một cái đầm nè chị, đẹp không? Ồ, cái đầm này mà chị đi tiệc ấy, nó là hàng Quảng Châu nha, 800 sale còn 500. Chị mà đi cái đầm này đi tiệc một cái em nói thiệt đẹp bán cháy bùi chết chó luôn. Để tao kêu Trang nó thiết kế ba cái đầm để đi ăn thôi nôi ru ru nô với hả? 500. Mỗi năm đi mặc có 3 cái không vậy? Thì 3 tiếng là 3 cái á. Chưa thấy. Cái áo này bán cho mấy chị 30 ngàn là dưới 75 kg áo dây. Bán 30 ngàn luôn. Quỷ sứ thì nó đã sợ rồi. Nghe mày ngó. Rồi bác Yên quýnh bác Phước nha. Nha Juno nha. Mẹ cho đi xe hơi hoài, bữa nay đi xe máy la làng la đó. Chốt rồi kìa. Chốt gì vậy? Chốt 500 trời ơi, mừng quá mừng tiệc cho có tiền mai đi sinh nhật Juno. Má thiệt có cái áo này rõ ràng bữa quá trời người dành nó đi bơm tôi. Dưới 70 kg, hàng Quảng Châu nè mấy chị, bà nậu cha nó. Sale luôn cho mấy chị 150.000. Chốt giùm em áo đen 150.000. Áo dây của Kim Dung Trần. Áo dây 30.000 của Kim Dung ghi lính vô từ Trần. À không nhìn này đấy. Ai nhìn bác Phước chi? Ở đây ăn bánh này. Ở đây, quay ra đây nè. Ngoài đây ăn bánh này. Đây bác Yên ẩm ăn bánh này. Ăn bánh, ăn bánh. À ngồi đây mẹ nghe bánh. Bớt chảnh đó Juno à. Mày chảnh quá à. Áo dây. Em gỡ hàng bơm chắc từ đây tới Phi á. Đi đưa thiệp, chụp hình thiệp qua được rồi đi đâu chở theo chi vậy? À người ta đi. À, đi chở đi mà con châu. Cái lưng nó nghiêng kê á à. Con chở cái thằng Bảy Phước á à. 150 của chị Thanh Hoa. Sợ cái thằng Bảy Phước đi. Đây nè, quần này chị nào 100kg hốt. Chị nào đúng 100kg hốt cái quần này. Quần này bán chính quy là 270. Còn một cái sale cho mấy chị còn 201. Quần này chị nào đúng 100kg hãy lấy. Không 100kg đừng lấy size 42. Thanh Hoa đúng không? Size 42 nha. Mấy cái con mà em nói thiệt với mấy chị mà size 42 rồi nè. Ha size 42 rồi mà chốt cái quần này rồi nha. Mà đủ má tao giá trời. Vú thì còn ngày còn bằng như hạt bắp vậy nè. Đủ má còn cái đít thì táo Cà Mau cho tao. Đạo đủ mẹ đã mặc size 42 rồi mà còn bơm hàng tao. Tao nói vú mà từ mà trái bự xuống trái cam vô trái quýt còn trái banh lông vậy nè. Xuống còn cái hộp bắp vậy cho tao. Sao nó nhét dữ vậy trời. Sao vậy? Ai chụp Juno? Em có một cái quần 32 nè mấy chị. 32 là chị nào dưới 67-68kg. Dưới 67-68kg quần này. Rồi xe cho mấy chị 160.000 quần size dưới 67-68kg 32. Rin 32. Ôi trời ơi. Sao mà nhát dữ nhát văn à trời. Tức mà không nói là ông vô hung sao ảnh đỡ đi. Đi đây. Nó vẫn khét nắng thấy mẹ. Cái bộ này bỏ lại vô kho cho chị. Có một cái bao bộ thể thao trọng nó quăng anh trọng. Nguyễn Linh quần jean 42 nè. 201 của Nguyễn Linh.
210 ngàn. Ngu gì mà nhét vô trời, đi ủi hai bên đi. Đẹp trai mà chẳng thấy mẹ luôn, ai tao ưng đâu mà. 201 và 204. Trời bà ở đâu ra bà cắt tường. Rồi chị thấy nó bơm hàng em mà nãy giờ em bán chưa hết luôn. 201, 210 ngàn á. Cái bộ này người ta gọi là bộ mà cua lại giờ màu. Bộ này size dưới 70kg nè. Đây nè mấy chị, bà nội cha nó thiệt. Tôi tức quá mà tôi nói không nên lời. Bộ này dưới 70kg. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này xe cho mấy chị còn 160 ngàn cho hết hàng chính tóc đi. Cái bộ này mấy chị thấy ở dưới đây nó làm đẹp không? Ở dưới làm rất là đẹp, xếp ly nè, tầng ngoài, tầng trong là để bình thường. Bộ đen này sale 160. Má sale bàn bơ mà nãy giờ sale chưa hết đó trời. Xây xây sẫm mặt luôn luôn á. Khách lấy rồi. Ok, sao bữa ra cái đi 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 đầm sen xong dắt vô đây. Trời ơi, tôi thấy cái mặt ông tôi còn ớn rồi, đừng có nói chi con Kiều Anh, mày đừng có dắt lên đây giùm tao cái Kiều Anh. Tao chút nữa tao đăng một cái clip mày vô mày coi, mày phát tán giùm cho tao. Con có thằng nào mà còn 50 tuổi. Bất ngờ luôn. Nổi tiếng bất ngờ. Mày ơi là trời. Tao vào học tới bất ngờ này nổi tiếng bất ngờ luôn á. Bộ đen của Hồng Ngọc kìa. Cái bộ này dưới 74kg, 75kg. Bộ đen Hermes có sọc hai bên. Bộ này 220 sale cho mấy chị còn 180 ngàn. Comment đẹp, bộ này đẹp lắm chị. Mấy chị ơi, bộ này dưới 75kg nè. Hồi nãy nó nghĩ vậy á My. Bộ này Ngọc My Nguyễn lấy được nè, Ngọc My Nguyễn ơi. Hỏi anh cùng nè, coi có nè, đưa cái bộ này cho Ngọc My Nguyễn 170 đi. Bộ này 160 của Hồng Ngọc. Ê thôi từ từ anh ơi, chốt bộ đó cho gắt tường rồi chứ không bà comment lên sợ không ai chốt. 170 gắt tường. Kiếm cục rồi hôm ai cho hôm kế. Anh kiếm giùm em ơi. Hay là giờ vợ chồng anh đẻ đưa em nuôi cho. Ê vậy á. À, cũng chưa đẻ giùm. Anh kho ổng kêu kìa. Không em xã của chị rồi, chị đưa qua cho chị cát tường rồi nha. Để chút em lừa bộ khác nha. Đây bộ ngủ tôi vẫn còn nè. Bộ ngủ 140 mà nó bơm hàng em nè mấy chị. Em còn một bộ hồng ruốc với một bộ xám. Bộ này size dưới 80kg. Giờ sale một giá giật mồng nè. 140 sale 2 bộ 200. 140 ngàn bộ, sale 2 bộ 180 đi. Sale 200 nó cũng còn giàu. Sale 2 bộ ngủ dưới 80kg 182 bộ. Đó. Xeo vậy cho nó bớt dầu mấy chị. Xeo vậy cho nó bớt dầu. Ăn nhiều quá cũng mệt thiệt đó. Trời ơi. Để túi. Tao thấy cái mặt là tao không ưa rồi đó. Hai bộ của Ngọc Nguyên, thành phố 108. Bán cái đầm này sale cho mấy chị 90 ngàn cho đỡ nhục nè. Đầm tay ren đẹp không mấy chị? Bán 90 ngàn cho đỡ nhục. Đầm này size khoảng cỡ dưới 80kg. Chị nào dưới 80kg chốt cái đầm 80 ngàn cho em, cho đỡ nhục. À ok em, anh làm ngay làm tức em chờ nha. Coi giờ bữa nay là tháng 6 mà chờ 9 tháng nữa là tới tháng 15 được. Đây là tháng 3 năm sau mà em không có cái cục nào em ẩm là anh thấy cái cảnh với em. Chịu khó để cho bà gạt cần số đi. Anh muốn nói chịu khó cho bà tập lái gạt cần số đi. Số. Chứ tập mà từ đây tới cuối năm mà chưa biết vô số, chưa biết gạt cần số là chí mẹ luôn á. Nguyễn Gấm đầm đen 80 ngàn. Trời ơi, nó làm ngon lắm chị Dung. Thiệt luôn á. Cái chị này là chị làm đồ thức ăn thật á, nghĩa là em đặt 5 cái, bà làm 5 cái. Một bịch đó ngon lắm. Mà chị biết sao cái bánh nó mềm. Cái quan trọng là bả làm cái bánh nó mềm lắm chị. Bánh mềm ở trong này là dừa, dừa nè. Mà không có ngọt nha chị. Dừa ăn ngon. 80 à? Nguyễn Gấu. Ngủ khách gái rồi lo ơn. Trời ơi, đi nghe bên nhà tôi cũng nhìn hết. Làm như tôi đẹp gái rồi sao trời. Trời áo dài tôi nó cũng bơm. Đéo mẹ. Áo dài 350 tôi sale còn có 190 à. Mà nó cũng bơm tôi nữa. Ở nhà mà nó cũng nhét vậy hả Tuyển? Không. Trời ơi em, hôm qua em tưởng tượng đi, anh vừa bước vô một cái 75kg. Má khóc điến luôn á. Em nói thiệt nha, 75kg mấy chị ơi. Chi tiền ra Tết khỏi mua đồ. Cái ren này là coi như cái ren Tết này em cực kỳ sốt luôn mấy chị. Chị nào 70-75kg, Ngọc My Nguyễn mặc cái này cũng đẹp. À, đã nói là một cái chân váy không mấy chị cũng đủ tiền 190 nữa.
Rồi dưới 75 kg gì? Đó, tới giờ nữa rồi đó. Tới giờ nữa rồi đó bà. Tới giờ nữa rồi đó bà nội. Lấy cái của Nguyễn Gấm, chúc qua Trang Nguyễn nha, Bùi Thị Dung. Bà nội. Biết mà, em biết trong đầu là Ngọc My Nguyễn chốt luôn, 190.000 của Ngọc My Nguyễn. Yên ơi, tháng nữa em lên thành phố nhớ đón mẹ con lên đây đón. Lên đây đón, tao đi đón cho khỏi để cho ông Bảy đón. Mặt giống như quỷ sứ vậy. Nít nào cũng sợ hết trơn. Vậy sao mấy bà già phái nha. Con nít sợ khóc, ý, ý, mấy bà già khóc. Mấy bà già gặp Bảy rên ử luôn. Đủ má thiệt đó chứ. Rên như chó rồi đập cái. Đủ má đâu. Mày nghĩ sao tên ác 500 triệu rồi không phái được. Im im rồi cho mọi người coi cái video nè. Im. Quá. Anh sợ, anh sợ cho coi video. Má thiệt. Ngọc Linh lấy nhiêu? 190. 190 tiền. Ánh già Nhung Lâm chốt sau, sau comment. Đây bộ ngủ dưới 80 kg. Cái bộ đồ bồ ở nhà nè. Mày muốn mấy thằng lên nhà tao cũng đón hết đó. Juno ơi. Juno. Bác Yên kêu nè. Juno ơi. Lần 6 sao đâu? Nó đẹp trai mày, mày chảnh quá. Mày chảnh giống con trai mày quá. Trai mày tao còn dụ được mà dụ không được hả? Cái bộ này hồi nãy sale còn 120 là dưới 80 kg. Chị nào chốt bộ này 120 chốt lên giùm em. 120 dưới dưới 80 kg. Bà nội cha nữa. Ôi ôi, bộ này còn nè mấy chị. Bộ ngủ khách lấy nãy giờ rồi. Bộ này còn nè. Đỏ đô dưới 80 kg. Đỏ đô chín tóc dưới 80 kg. Khách lấy này, lấy nãy giờ rồi Huỳnh Loan ơi. Ủa chị gì 80.000 có địa chỉ số điện thoại chưa vậy? Bùi Thị Dung á. Comment giùm em bộ 120 nha mấy chị nha. Chị Huỳnh Loan lấy bộ này phải không chị Huỳnh Loan? Phải Huỳnh Loan lấy bộ vàng không? Comment giùm đỏ đô sale 180. Khang nó gửi hình gì kìa. Khang này vậy? Trời ơi, tự nhiên cứ kêu thằng Khang. Cậu kia đem chỉnh nhà Khang hả? Nhà kia mà. Bùi Thị Dung nè, ghi giùm nè. Ninh Thuận nè. 838. Ừ, nó chụp hình từ sáng giờ nó mới gom được đồ hết nè. Của cái chị Huỳnh Loan, chị chốt kiểu này thua thì anh 120 nè. Em có một cái quần gòn hết rồi, gòn hết hàng bom mấy chị, 4-5 cục nữa. Em có một cái quần sọt bao nhiêu? Em có một cái quần sọt ta dưới 74 kg. Rồi sale cho mấy chị 120.000 quần sọt cho nó hết hàng mấy chị. Xe 120.000 quần sọt cho hết hàng nha. Chó kia đúng đòi ăn vậy. Ôi, coi cái đầm để đi ăn tiệc nè mấy chị. Mấy chị coi cái đầm đi ăn tiệc của em nè, 280.000 nè. 280.000 cái đầm đi ăn tiệc của em nè mấy chị. Ôi nè, có ghi trên bì á. Trời ơi, dưới 72 kg, 280 sale cho mấy chị, còn 180.000 cái đầm đen luôn. Chị nào chốt đầm đen chốt lên giùm em đầm đen. Gạch bớt thôi, cái nào có cái bịch gạch bớt nó. Cái đó. 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 Cái bộ đen viết trắng này là dưới 70 kg. Chị nào chốt bộ này chốt giùm em xem cho mấy chị, còn 170.000 đen viết trắng. Ấy bị chó nói nghe nè, cha mày gái mẹ mày không biết dạy hay sao hả cưng? Sao vậy?
cầm điện thoại lên đéo sủi, đéo đéo dám sủi với tao hả? Tao nói mày nghe nè, đủ má đẻ ra mày, cha mẹ mày đâu có lồn lắm. Thì coi như cái tiền đó, coi như tao thí bùm bùm cho cha mẹ mày đó, mua giấy vàng bạc rải đường cho dòng họ mày đi cho im chân, chứ đừng có bắt điện thoại lên không dám nói chuyện. Sủi làm chi, nhắn tin sủi mày làm chi ha? Kéo mẹ đặt 4 bộ đồ, cái tiền á đủ má 4 bộ đồ đó là coi như xách cái lồn là đi đủ, là coi như 4 ngày 4 đêm á, mà sợ lồn thúi nó cũng đéo chịu đủ nữa nha, con hiểu không? Tối nay tao mày nói chuyện sau nha em cưng nha. Coi như đây cái tiền nó đi mua vàng bạc rải đường cho con mày đi, đi cho em chân. Nhắn tin chửi tao hả? Đĩ mẹ mày cho nhắn tin chửi. Đây là bột cô tông đầm đen dưới 72kg, 280 C 180. Đây là bột cô tông dịch dưới 73kg. Comment giùm em cô tông dịch sale 160. Cô tông dịch sale 160 có một bộ thôi nha. Vải cực kỳ đẹp. Sọt rin 65kg, em nói dưới 74kg là, em nói dưới 74kg là khoảng cỡ từ 68kg chị, 34 là khoảng cỡ 75kg chị, phải thua 10kg. Chị phải thua 10kg chị đừng mặc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi Kiều Anh. Còn hàng nào nữa không? Cái này mới ship đó, bỏ hết qua đây đi. Rồi quốc thêm một cái bì á. Bộ Việt của con Lucia Quỳnh 160 nè. Đúng bộ này không? Không, không, bộ đang ship nè. Vũ Kiều Anh đầm đen, đầm đen 108 của Vũ Kiều Anh, inbox địa chỉ số điện thoại chị, bên em không gọi điện chốt hàng nha. Nè cái đầm này nó đầm này chưa bán mà nó đi bơm nè. Cái gì? Anh có chắc chắn là những anh có chắc chắn là ngày mới rợ thầy luôn. Anh có chắc chắn là những cái cục này là anh đã chụp hình hết qua cho em trong đó chưa? Có bill rồi cho trên like không có chụp được vậy thôi, còn cái bill nào có là chụp hết. Tiền của anh đâu? Đây, cái bill rồi. Nói chút chút gì chứ tính ra một phòng với bộ ít đâu. Ai chờ mới lấy mấy bị sao hả? Cái đầm đen đó. Bộ đồ chị đang mặc bao nhiêu ký một lệ là gì? Cái đầm em đang mặc là 280. Cái thứ nhất bên em có gọi điện chút hàng. Thứ nhất là đó. Chị Võ Kiều Anh inbox cho em địa chỉ số điện thoại trước nè. Thứ hai là chị chị inbox trước đi rồi chị muốn mua gì mua. Cái đầm này em có tổng cộng 4 size 280 đầm em đang mặc. Ủa cái cục mới chốt ở đâu rồi đây hả? Em có một bộ thể thao size 100kg nè. Ủa biết inbox, inbox còn không biết inbox cho trên like đi chị. Ủa cái cục con này 600.000 hai bồ lận mà. Này mở iPad nè. Em có một bộ đồ 100kg nè, 92, 93 tới 100kg. Nhưng mà bộ này chị nào 95 tới 100kg thì lấy. Không, bộ đó nãy giờ nửa tiếng còn cái này mới mở nên mà sao có một bộ đồ đây ta. Có một bộ đồ mà sao cái bill 600.000 ha. Không phải 454, bill 600.000 mới vừa đọc xong quăng là cái gì nữa? Đây là cái gì nữa? Bill 600. 300 với lại cái hai bên phải nữa này. Này để. Này để em lại 258 này. Em mới gặp đi. Ngọc Nguyễn lấy cái đầm cho Ngọc Nguyễn đang bận á. Lấy cái đầm này trên cầu thang á, xây lên lời cho Ngọc My Nguyễn. Ngọc My Nguyễn và giúp. Ủa vậy đâu còn bộ nữa đâu rồi? Mới cục hàng để ở đây đây. Bộ này phải không? Bộ này quanh hơn. Không, bộ đó dưới 70 mấy ký mà. Rồi rồi trời. Bộ này 300 ngàn sale nha mấy chị 200. Sale mấy chị 200 ngàn. Bộ này nổi cái áo khoác không mấy chị cũng đủ tiền nữa rồi nha. Bộ này 200. Bộ này size 100 ký. Gọi điện cái gì mày? Gọi điện cái con kẹt gì mà gọi điện. 280 của Ngọc My Nguyễn rồi bấm. Bộ này là size 100kg nè, xếp bộ này lại nữa đi. Còn chị nào muốn mua áo khoác chị để cái đầm. À là đúng rồi cái đầm này đúng rồi. Đó may hồn chị Nhung nhắc không chứ ngồi sẵn sàng giống như con điên nữa. Thấy rồi, thấy rồi. Đi vô chưa? Thấy rồi. Đi về. Rồi 288. Thấy thấy rồi chị, thấy rồi chị. Em cảm lấy cái gì? Em lấy cái gì?
Lưu Chi Quỳnh rời thả cái con vịt ra đi, bả mua rồi. Rồi ai lấy cái nãy con vịt nè. Chị cho trên đây luôn đi chứ đừng để tí nữa chị bỏ kìa. Chị ơi thôi. Em có chờ chị đâu. Em mà bây giờ em xuống live, em tắt live mà em vẫn chưa có địa chỉ số nội thì là em vẫn xả đó chị. Thấy thấy rồi Thu Kiều. Hạnh Mỹ lấy bộ thể thao này nè, Hạnh Mỹ đúng rồi đó. Hạnh Mỹ 200, bộ này Hạnh Mỹ lấy hơi bị lợi luôn. Thấy thấy rồi chị Mỹ ơi, em thấy rồi. À, lấy bộ vịt bỏ của cô Lucia Huỳnh ra chưa? Đó, vịt của cô Lucia Huỳnh nè. Là như là... bỏ ra, đưa qua Thanh Hoa nè. Đưa qua cho chị Thanh Hoa đi. Nãy Thanh Hoa chốt á. Đưa qua Thanh Hoa nghe tay em luôn, nghe đầu đó, đưa cái đầu á, hồi đó. Nè, lấy cái bao mình nè, lấy một cái bao nguyên hốt cái đồ này vô để có live. Rồi lấy mấy bịch trang luôn. Với một cái bịch hốt mấy cái này vô, bỏ hạt chiên lên kia. Hốt này vô để tối live. À, áo khoác em có chụp báo Thanh Thúy lên, em có chụp trên bài viết đó. Em có chụp trên bài viết đó chị. Đấy. Bảy năm luôn. Chờ chốt, chờ chốt, đứng im đó. Mày đứng im á, đừng cục cửa đúng nhất giùm cho tao đi. Dạ cho em cái số điện thoại luôn, bỏ Kiều Anh ra địa chỉ kìa. Có số điện thoại rồi. Có số điện thoại rồi, rồi chị ơi, chị Kiều Anh ơi, tất cả những chị tối nay 8:30 em lên live dồn bill giùm cho em nha. Tối nay 8:30 lên live của em, chị nào chưa bấm theo dõi bấm giùm em theo dõi nha mấy chị nha.